Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 426, máu luôn là nóng. Trương đại quan ôm lấy người Hà Hâm Nhan từ đằng sau, nhẹ nhàng hôn lên má cô rồi nói, hay là chúng ta đi tắm chung đi. Hà Hâm Nhan đỏ mặt, mắng, em biết ngay anh đến Đông Giang cùng em là có ý đồ cả mà. Trương Dương nói, sai rồi, đây là chuyện tốt, sao lại gọi là ý đồ kia chứ? Hà Hâm Nhan nói, em đang đói đây, tối nay chúng ta đi ăn đậu phụ thối, lâu lắm không ăn tôm rồi, em thèm quá. Trương Dương cười nói, được, chúng ta đi ngay. Hai người rời khỏi khách sạn, Trương Dương vốn muốn lái xem, nhưng ở đây cách đoạn đường Mỹ Thực không xa, Hà Hâm Nhan chỉ vào chỗ cho thuê xe nói, ở đó cho thuê xe đạp, chúng ta đạp xe đi đi. Trương Dương nhớ lại trước kia Hà Hâm Nhan đèo hắn, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, lúc đầu khi hắn mới bên cạnh Hà Hâm Nhan, lúc đó cô vẫn là một cô gái bán bia suốt ngày rong ruổi chiếc xe đạp của mình đi làm, giờ đây Hà Hâm Nhan đã trở thành một ngôi sao sáng trong làng quảng cáo rồi. Lần này là Trương Dương đèo Hà Hâm Nhan, men theo con đường màu cổ kính, Trương Dương chậm chậm đạp xe đạp, trình độ đạp xe của hắn thật là không giỏi, Hà Hâm Nhan ngồi vắt sang một bên, tay ôm chặt lấy eo Trương Dương. Áp mặt vào đằng sau lưng hắn, nhẹ nhàng nghe tiếng tim Trương Dương đập. Lâu lắm rồi họ không có dịp hưởng thụ thế giới của hai người như thế này, ánh mặt trời vào buổi cuối chiều chiếu bóng hai người họ lên tường thành cổ, trở thành một bức tranh đẹp vô cùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hà Hâm Nhan nhẹ nhàng hát, nếu như không gặp được anh, thì giờ đây em sẽ ở đâu? Em sẽ sống thế nào, nếu như không gặp được anh, cuộc sống này liệu có còn phải trân trọng? Có lẽ chỉ được biết một người, sống một cuộc sống bình dị. Không biết liệu có tình yêu ngọt như mật hay không? Thời gian thấm thoát thoi đưa, em chỉ quan tâm đến mình anh. Em nguyện cùng anh, đời người đâu dễ gặp được chi kỷ. Có hy sinh chính em cũng không hối hận. Vì thế em xin anh, đừng để em rời xa anh. Ngoài anh, em không thể tìm thấy ở ai tình cảm đó. Hà Hâm Nhan hát rất nhỏ, nhưng đầy xúc cả. Trương Đại Quan cảm thấy máu sôi sùng sục, tình yêu là gì chứ? Đây chính là tình yêu, Trương Đại Quan nổi hứng, cũng dướn cổ hát, đây chính là tình yêu, anh cũng không nói rõ được, đây chính là tình yêu làm con người ta hồ đồ biết bao. Tiếng hát mỹ miều của Hà Hâm Nhan bị tên này làm đứt đoạn, cô cảm thấy thích thú, bèn cười khanh khách, sau khi cười, cô ôm chặt lấy người Trương Dương, thấp giọng nói, em yêu anh. Trương Đại Quan lắc lắc đầu xe. Hà Hâm Nhan càng ôm chặt hơn, Trương Dương, em yêu anh. Trương Dương xuống dốc. Chiếc xe lao ngày càng nhanh, hắn thấp giọng nói, anh cũng vậy. Đèn đường vừa sáng, trong chợ đêm đã đầy những người, Trương Dương và Hà Hâm Nhan vẫn đến chỗ họ thường ăn, gọi một đĩa đậu phụ thối, và một bát lớn tôm. Trương Đại Quan nói, một két bia. Hà Hâm Nhan cắn cắn môi, hai tay chống cằm nhìn Trương Dương. Em nhìn anh gì chứ? Mặt anh có hoa à? Hà Hâm Nhan nói, em phát hiện em nghiện anh rồi, nhìn thế nào cũng không thấy chán, càng nhìn càng thích. Trương Dương nói, anh cũng nghiện em rồi. Hà Hâm Nhan nói, em không tin, em nghiện anh rồi. Trương Dương nói, anh cũng thế. Hà Hâm Nhan nói, về mặt tinh thần em có sự khác biệt về bản chất với anh. Trương Dương nói, anh nghiện gấp đôi em. Hà Hâm Nhan nói, xì, cô nhanh nhẹn lấy ra hai chai rượu, nhanh chóng mở nút chai, để thành một đống, trước đó cô làm việc này nên rất chuyên nghiệp. Trương Dương khen ngợi, nghiệp vụ của em thật là giỏi. Hà Hâm Nhan nói, ăn tôm nhỏ, thì phải uống bia lạnh, cảm giác này rất vui. Cô lấy một chai bia trong số đó đưa cho Trương Dương. Hai người cùng cụng ly, Hà Hâm Nhan nói, thì xem nào, ai uống được hết trước. Trương Dương cười gật đầu, hai người cùng cầm chai bia lên, mặc dù Hà Hâm Nhan là hào kiệt nữ, nhưng vẫn còn kém nhiều so với Trương Dương, nhưng Trương Đại Quan từ trước đến giờ đều rất thương hoa tiếc ngọc, hắn nắm vững tốc độ uống bia rất giỏi, uống hết cùng lúc với Hà Hâm Nhan. Hà Hâm nhanh bóc một con tôm, đưa tôm vào miệng Trương Dương. Trương Dương học theo cô, cũng bóc một con tôm cho cô, nhưng lại không bóc giỏi. Hà Hâm Nhan nói, thật là ngốc, ăn tôm mà cũng không biết. Trương Dương nói, bóc vỏ tôm không phải là thế mạnh của anh, nhưng bóc quần áo thì anh giỏi lắm. Hà Hâm Nhan cắn môi, thật là dê già, anh làm đến thị trưởng rồi mà vẫn còn dê như vậy. Trương Đại Quan đã dê già từ lâu rồi, từ cuộc thảo luận trên tinh thần cuối cùng đã trở thành thực chất. Sự thực đã chứng minh, Hà Hâm Nhan đã cực kỳ mê muội Trương Dương, khi Trương Đại Quan dũng cảm đè lên người cô chiến đầu, đôi chân trắng ngần của Hà Hâm Nhan như quấn lấy người hắn, cắn lấy tai hắn nói, em nghiện anh mất rồi. Anh cũng vậy.
Trương Dương không thể tiếp tục kỳ nghỉ của hắn, khi đưa Hà Hâm Nhan ra sân bay, hay là Triệu Lập Vũ gọi điện thoại đến, mẹ trả hắn là Từ Lập Hoa mắc bệnh, sốt cao, giờ đây đã được đưa đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Thành rồi, người Trương Dương quan tâm nhất là mẹ, nghe nói đến chuyện này, ngay lập tức hắn liên lạc với Triệu Tĩnh, không ngờ em gái và Đinh Bân đã cùng đi du lịch ở Hoàng Sơn. Trương Dương chỉ đành bỏ ý định đưa cô cùng về, cũng không nói với cô chuyện này, dù sao thì Triệu Tĩnh về cũng không giúp được gì cả, hà tất phải làm cho cô ấy lo lắng. Hắn tiễn Hà Hâm Nhan đi rồi vội vàng lái xe về Xuân Dương. Khi Trương Dương về đến Xuân Dương, mẹ hắn đã được cách ly ở phòng bệnh Bệnh viện Nhân dân huyện Xuân Dương rồi. Trương Dương muốn đi thăm mẹ, nhưng bị một y tá chặn lại, anh đi đâu đấy? Đã làm thủ tục chưa? Trương Dương nói, tôi đến thăm mẹ tôi. Thăm ai cũng phải làm thủ tục, đây là khu bệnh truyền nhiễm. Ngữ khí của cô y tá rất cứng rắn, làm việc công phải có trách nhiệm. Trương Dương chẳng thèm chấp cô ta, gật đầu nói, cần phải làm thủ tục gì cô cứ nói đi. Lúc này anh trai hắn là Triệu Lập Quân đi cùng trưởng khoa giáo bệnh viện Viên Văn Lệ bước đến, hai nhà là hàng xóm từ lâu, vì thế vừa nghe Từ Lập Hoa đổ bệnh, Viên Văn Lệ cũng đến thăm. Thấy Trương Dương, Triệu Lập Quân mừng rỡ, em ba về rồi, nhanh vậy. Ba cha con họ ở đây trông, từ lúc Trương Dương phát đạt, địa vị của mẹ ở nhà này cũng nâng cao, đây chính là cái gọi là mẫu dựa vào tử. Viên Văn Lệ cũng cười nói, thị trưởng Trương, vừa từ ngoài về sao? Viên Văn Lệ rất khách khí với Trương Dương, nghĩ lúc đầu tiểu tử này chỉ là giáo vệ sinh thực tập của Bệnh viện Nhân dân huyện, không ngờ chỉ 2 năm mà đã biến thành phó thị trưởng phong trạch, người ta giờ đây cấp đã vượt qua cô ta rồi, Viên Văn Lệ tất nhiên phải tỏ ra cung kính với hắn. Trương Dương gật đầu, nữ y tá đó thấy trưởng khoa quen biết Trương Dương, cũng quên chuyện bảo hắn đi đăng ký, chạy đi làm việc khác. Trương Dương đến trước mặt Viên Văn Lệ, thân mật hỏi, chị Viên, mẹ tôi thế nào rồi? Hắn không hỏi anh cả Triệu Lập Quân, là vì hắn biết rằng Triệu Lập Quân rất hồ đồ, dù là hỏi hắn cũng chẳng được kết quả gì. Viên Văn Lệ thở dài nói, tôi chưa điều tra được kết quả rõ ràng, có điều có một vấn đề khẳng định được, đó là bệnh truyền nhiễm, hôm nay đã có hơn 7 người bệnh như vậy được đưa đến đây rồi. Trước mắt, bệnh viện cũng chỉ có thể cách ly mà thôi. Từ thái độ của Viên Văn Lệ có thể thấy được, bệnh tình của mẹ Trương Dương không nhẹ. Trương Dương nói, tôi vào đó xem được không? Viên Văn Lệ nói, đứng ở ngoài phòng cách ly xem đi, loại bệnh này truyền nhiễm rất nhanh, đừng bị nhiễm nó. Trương Dương nói, cơ thể tôi rất khỏe, không sao đâu, chị Viên, chị giúp tôi nói một câu, để tôi vào đó. Viên Văn Lệ đưa hắn đến trước phòng cách ly, nhìn qua lớp kính, có thể thấy trong phòng là 3 người bệnh, Từ Lập Hoa nằm ở vị trí sát cửa sổ, đang truyền dịch, Trương Dương nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ, bà quay người lại, Từ Lập Hoa đỏ vành mắt, ngay lập tức lộ ra nụ cười. Bà sợ con trai bà lo lắng. Trương Dương thấy mẹ mình đã tiểu tụy đi rất nhiều, vành mặt đã lõm xuống, môi cũng đã khô, hắn mím môi, nói với Viên Văn Lệ nói, tôi phải vào đó xem thế nào. Viên Văn Lệ nói, anh đừng lo quá, tôi hỏi dùm xem thế nào. Viên Văn Lệ đi hỏi dùm hắn, bên bệnh viện đã đồng ý để Trương Dương vào thăm mẹ hắn, có điều, vẫn phải mặc áo cách ly, đeo khẩu trang, đây là vì bảo vệ người vào thăm. Trương Dương cũng không gây khó dễ cho bệnh viện, rất phối hợp. Hắn biết rằng bệnh viện người ta cũng phải làm việc theo quy định, hắn mặc áo cách ly, đeo khẩu trang bước vào phòng bệnh, nắm lấy tay mẹ mình nói, mẹ ơi, con bất hiếu, để cho mẹ chịu khổ rồi. Từ Lập Hoa mỉm cười nói, con trai ngốc, có liên quan gì đến con đâu. Con mau đi ra ngoài đi, mẹ không sao, bác sĩ nói mẹ bị bệnh truyền nhiễm, nếu như nhiễm bệnh thì khổ. Trương Dương giơ tay ra sờ vào trán mẹ. Rất nóng, ít nhất phải đến 39 độ. Bác sĩ ở bên cạnh giới thiệu, bắt đầu từ hôm qua đột nhiên có rất nhiều bệnh nhân sốt cao, triệu chứng lúc đầu của họ là bị viêm đường hô hấp, sau đó là sốt cao, còn có một điểm chung nữa đó là từng có tiền sử tiếp xúc với những người bị cảm cúm. Lời của ông ta chưa dứt, một y tá vội vàng chạy vào, lo lắng nói, bác sĩ, giường số 6 nguy hiểm rồi. Bác sĩ đó không nói được gì thêm, quay người chạy vào phòng bệnh bên cạnh. Tay Từ Lập Hoa đã run rẩy rất nhiều, Trương Dương cảm thấy mẹ mình căng thẳng, mỉm cười nói, mẹ yên tâm, có con ở đây, mẹ nhất định không sao. Hắn bắt mạch cho mẹ, phát hiện ra mạch của mẹ hắn đập rất nhanh, không giống như bình thường, Trương Dương nói, chút nữa con nấu chút thuốc bắc cho mẹ uống, mẹ còn muốn ăn gì nữa. Từ Lập Hoa lắc đầu, lúc này bà đã sốt quá cao chỉ muốn ngất đi. Y tá đến là để lau cho bà, Trương Dương đứng dậy rời khỏi phòng bệnh cách ly.
Triệu Lập Quân đứng ở ngoài cửa đợi Trương Dương, nét mặt của gã cũng chẳng đẹp đẽ gì, thấy Trương Dương bước đến, thấp giọng nói, em ba, thật là sợ, bên cạnh nhà chúng ta đã đổ bệnh ba người rồi. Hành lang vang lên tiếng khóc lóc rất thảm thương, hóa ra là bệnh nhân ở giường số 6 không cứu được nên đã chết. Triệu Lập Hoa mặt xám ngoét, gã run rẩy nói, người ở giường số 6 là hàng xóm của chúng ta, bác Hàn, chính bà ấy đã lây cho mẹ chúng ta. Trương Dương chau chau mày, một chứng bệnh cảm bình thường tại sao lại nghiêm trọng như vậy? Hiện thực còn nghiêm trọng hơn những gì Trương Dương nghĩ, buổi tối ngày hôm đó, số lượng người bệnh do sốt cao nhập viện đã lên tới 32 người, ngay cả anh của hắn là Triệu Lập Quân cũng đã đổ bệnh, vì chuyện này, không khí ở Xuân Dương u ám như bị che bởi một đám mây đen vậy. Một lời đồn đã truyền khắp hang cùng ngõ hẻm ở Xuân Dương, đây là một trận bệnh dịch, mọi người nhắc đến nó là thấy khủng hoảng, sự việc không hề có dấu hiệu ngừng lại, buổi tối ngày hôm đó, Giang Thành ở cách đó không xa cũng xuất hiện việc như vậy, có ba người vì sốt cao bị phát hiện ra và tiến hành cách ly. Cục vệ sinh thành phố Giang Thành đã mở cuộc họp khẩn cấp, ngay lập tức đề ra đối sách cách ly với những người nghi ngờ có bệnh. Vào đêm, đại viện chính phủ huyện ủy huyện Xuân Dương vẫn sáng đèn, trong phòng hội nghị khói mờ mịt. Bí thư huyện ủy huyện Xuân Dương Sa Phổ Nguyên, huyện trưởng Từ Thiệu Bân, và mấy vị thường ủy, cục trưởng cục vệ sinh Cao Chiếm Viễn đều ở đây. Đầu tiên Cao Chiếm Viễn báo cáo về tình hình bệnh dịch trước mắt. Trước mắt, ở huyện Xuân Dương của chúng ta phát hiện ra có 22 người bị bệnh sốt cao, nhưng người nghi ngờ nhiễm bệnh là 31 người, đã được đưa vào bệnh viện, ở khu cách ly của Bệnh viện Nhân dân huyện và Bệnh viện Truyền nhiễm huyện. Đã tiến hành đăng ký với tất cả những người dân và người công tác ra vào khu cách ly. Theo tình hình điều trị trước mắt, người bệnh nặng là 5 người, trước mắt, người bị bệnh vào cách ly vẫn không ngừng gia tăng. Sa Phổ Nguyên chau mày, mặc dù theo thông tin vừa có được, ở các huyện của Giang Thành đều có bệnh dịch, nhưng nơi nghiêm trọng nhất chính là Xuân Dương của họ, người chết duy nhất ở thành phố cũng là tại chỗ này của họ. Sa Phổ Nguyên nói có điều tra rõ ràng, loại bệnh này rốt cuộc là gì không? Cao Chiếm Viễn lắc đầu nói, chúng tôi đã lấy mẫu hóa học sinh vật của họ đưa đến Bệnh viện Truyền nhiễm và Bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Thành, hy vọng các chuyên gia ở đó có thể giúp đỡ chúng ta. Huyện trưởng Từ Thiệu Bân nói, loại bệnh này có tính truyền nhiễm rất lớn, theo những gì tôi biết, giờ đây tất cả những người bệnh nhập viện đều có tiền sử tiếp xúc với người bị bệnh, cứ để thế này không phải là cách hay, cần phải có một vài biện pháp quyết đoán, cắt đứt đường truyền nhiễm của bệnh, làm cho bệnh không tiến triển được nữa. Cục trưởng vệ sinh Cao Chiếm Viễn nói, theo tình hình chúng tôi điều tra được, loại bệnh này truyền nhiễm qua đường hô hấp, chúng ta không thể cách ly không khí, vì thế không thể cắt đứt ngay con đường lây nhiễm của bệnh, chỉ có thể làm những công tác dự phòng bệnh mà thôi, đánh thức ý thức phòng bệnh của người dân, phải rửa sạch tay, nhà ở phải thông thoáng, làm tốt công tác vệ sinh cá nhân. Những nơi công cộng phải cố gắng dọn dẹp sạch sẽ, khử độc tiêu trùng. Người dân cố gắng không đến các nơi công cộng, phát hiện người bị bệnh cần phải nhanh chóng cách ly. Cách ly sớm mới có cơ hội chữa trị. Sa Phổ Nguyên nói, huyện Xuân Dương của chúng ta đang đối mặt với một sự thử thách nghiêm trọng, từ giờ trở đi, toàn thể cán bộ của huyện Xuân Dương chúng ta, cần phải giữ vững tinh thần, cần phải làm tốt các công tác chuẩn bị, nhất định phải đánh thắng trận này, nhất định phải bảo toàn sức khỏe và tính mạng của người dân. Gã nói với Cao Chiếm Viễn, cần phải nâng cao mức phúc lợi cho những người bác sĩ và y tá, họ chính là những tiến sĩ tiền tuyến, trận chiến này có thể giành được thành công hay không? Quan trọng nhất là ở họ. Căn bệnh đến một cách đột ngột này làm cho tất cả người dân ở Xuân Dương đều sợ hãi. Trương Dương căn cứ vào tình hình mạch của mẹ, bốc thuốc, rồi nấu xong ở nhà, đưa đến bệnh viện. Các biện pháp cách ly của bệnh viện ngày càng chặt, theo những quy định mới được đưa ra, tất cả mọi người đều không được vào phòng cách ly để thăm. Trương Dương cũng không thể chống lại quy định của bệnh viện. Hắn bảo người đưa thuốc cho mẹ hắn, từ ngoài cửa sổ nhìn mẹ hắn uống xong thuốc rồi mới yên tớ. Nhiệt độ cơ thể của Từ Lập Hoa đã khống chế được, giờ đây đã hạ xuống 37.5 độ, tinh thần cũng được hồi phục rất nhiều, bà nhìn con trai ngoài cửa sổ, vẫy vẫy tay, mặt nở nụ cười. Trương Dương lấy điện thoại ra giơ lên, hắn cũng đã đưa cho mẹ hắn một chiếc điện thoại. Từ Lập Hoa cầm điện thoại, gọi qua đó. Trương Dương nói, mẹ à, mẹ yên tâm dưỡng bệnh ở đây, ngày nào con cũng sẽ đến thăm mẹ. Từ Lập Hoa nói, con trai à, con bận công việc. Thì đừng đến đây nữa, mẹ khỏe hơn nhiều rồi. Trương Dương nói, một ngày mẹ chưa khỏi bệnh, thì con chẳng còn có tâm tình nào mà làm việc, muốn con làm việc tốt, thì mẹ phải mau mau bình phục nhé. Từ Lập Hoa gật đầu, trong lòng cảm thấy rất ấm áp vì sự hiếu thảo của con trai mình. Bà nhẹ nhàng nói, con về đi, con cũng phải chú ý sức khỏe đấy,
loại bệnh này là bệnh truyền nhiễm, nếu không có việc gì thì con đừng đến bệnh viện nhiều, ở đây có các bác sĩ và y tá chăm sóc mẹ rồi, con cứ yên tớ. Giờ đây mẹ đã đỡ nhiều rồi, mấy ngày nữa là ra được viện thôi, rồi mẹ về nấu cơm cho con ăn. Trương Dương nói, mẹ à, đợi mẹ khỏi ốm rồi, con đưa mẹ đi du lịch. Từ Lập Hoa cười nói, được rồi, con mau về nhà đi. Bà gác máy, xua xua tay về phía Trương Dương. Trương Dương lúc này mới rời đi, khu cách ly bệnh viện, ngoài bác sĩ và y tá, rất ít người muốn đến. Khi Trương Dương đi ra khỏi bệnh viện, nghe thấy có người gọi, thị trưởng Trương. Trương Dương quay người nhìn, thì là huyện trưởng huyện Xuân Dương Từ Thiệu Bân và mấy vị cán bộ của Cục Vệ sinh. Cán bộ của huyện Xuân Dương rất ít có người không quen với Trương Dương, Từ Thiệu Bân và Trương Dương đã quen từ lâu, gã cười bước đến, rất nhiệt tình bắt tay Trương Dương, quan tâm hỏi thị trưởng Trương về từ bao giờ thế? Tại sao lại về đây? Trương Dương cũng không giấu gì gã, mẹ tôi đang nằm trong bệnh viện, đang cách ly ở khu truyền nhiễm. Từ Thiệu Bân ngớ người, Cục trưởng Vệ sinh Cao Chiếm Viễn cũng đến chào Trương Dương, trước đó, Trương Dương từng là hạ thủ của gã mấy ngày. Đảm nhận thư ký chi bộ đảng viện phụ nữ. Nhưng lúc này khác, giờ đây Trương Dương đã là cán bộ cấp phó sở, còn là phó thị trưởng Phong Trạch, còn gã chẳng bước được bước nào về phía trước. Cao Chiếm Viễn nói, tí nữa tôi sẽ bảo viện trưởng một câu, bảo họ chú trọng hơn. Trương Dương nói, không cần đâu, nên làm thế nào họ tự biết, đừng làm khác với mọi người. Cao Chiếm Viễn gật đầu. Từ Thiệu Bân đến bệnh viện để xem tình hình, gã và Trương Dương sóng vai cùng đến bãi đỗ xe. Từ Thiệu Bân thở dài nói, đến giờ vẫn chưa biết được xem là bệnh gì, từ lúc phát hiện dịch bệnh đến giờ đã là 36 tiếng đồng hồ rồi, hơn 20 người mắc bệnh, hơn 30 người nghi mắc, đã chết một người rồi. Trương Dương nói, nghe bác sĩ nói lúc bắt đầu đều chữa theo cách chữa cảm cúm thông thường. Từ Thiệu Bân nói, tôi vừa hỏi tổ chuyên gia, nói là nhiễm virus đường hô hấp, truyền qua không khí, không những Xuân Dương chúng ta, giờ đây những chỗ khác của Giang Thành đều đã phát hiện người bệnh rồi. Nếu như không khống chế kịp thời, bệnh dịch nhất định sẽ lan ra. Trương Dương nói, vẫn chưa tìm được cách chữa trị à. Cao Chiếm Viễn đứng một bên nói, trước mắt đều là trị liệu theo những triệu chứng thấy thôi, vẫn chưa tìm được thuốc đặc trị, bác sĩ và y tá của chúng tôi cũng có 3 người nhiễm bệnh rồi. Từ Thiệu Bân nói, trước mắt là phải tuyên truyền toàn dân nâng cao ý thức, cố gắng phòng chống. Trương Dương nói, xã hội đã bắt đầu sợ hãi rồi. Vừa nãy tôi đi đến hiệu thuốc phát hiện ra dễ bản lam đã bán hết rồi. Từ Thiệu Bân nói, nghe nói đã có người chết, ai mà không sợ chứ? Mọi người sợ hãi cũng là bình thường. Trương Dương cũng không hề chắc chắn với bài thuốc của mình, hắn chỉ bốc thuốc theo tình trạng của mẹ hắn vừa uống thuốc xong, còn hiệu quả thế nào còn cần thời gian để nghiệm chứng. Sau khi hắn và Từ Thiệu Bân chia tay, về đến nhà, hãm xong số thuốc còn lại, đưa cho cha dượng là Triệu Thiết Sinh, anh hai là Triệu Lập Vũ uống. Coi như là để đề phòng, dù sao thì giờ đây con cả là Triệu Lập Quân cũng đã vào viện rồi. Triệu Thiết Sinh trách tất cả đều do cái bà Hàn ấy, tự nhiên cứ đi hết từ nhà này đến nhà khác, mình có bệnh rồi còn lây cho người khác. Triệu Lập Vũ nói, cha à, cha đừng nói nữa, bác Hàn đã mất rồi. Triệu Thiết Sinh ngay lập tức không nói gì. Trương Dương nói, mọi người đi ngủ sớm đi, mấy ngày này cố gắng đừng đi đến những nơi công cộng. Hắn về đến phòng mình. Gọi điện cho Thường Hải Thiên là xưởng trưởng xưởng thuốc, đương nhiên cũng đã nghe đến tình hình bệnh dịch của Xuân Dương, có điều gã không biết Trương Dương đã về, nghe nói Trương Dương đã về, Thường Hải Thiên nói, hôm nay rất nhiều người đến xưởng thuốc lấy thuốc, tất cả những loại thuốc chống dịch bệnh trong kho chúng tôi đã bán hết cả rồi, trước mắt, chúng tôi đang bảo công nhân làm thêm giờ để sản xuất. Trương Dương nói, nhất định các anh phát tài rồi. Thường Hải Thiên nói, không thể nói như vậy được, chúng tôi chẳng muốn phát sinh tai họa này. Ai mà chẳng muốn người dân khỏe mạnh cơ chứ, nghe nói tình hình bệnh dịch bên Xuân Dương rất nghiêm trọng, giờ đây các nơi đều kiểm soát chặt chẽ xe từ Xuân Dương đến. Trương Dương không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy, hắn chau mày nói, có cần phải làm như vậy không? Thường Hải Thiên nói, bên Giang Thành cũng chẳng lạc quan, vừa nãy tôi đã nhận được tin, giờ đây số lượng người bệnh sốt cao ở Giang Thành là 13 người rồi, các thường ủy đang họp. Tôi thấy nếu như bệnh dịch tiếp tục phát triển, thì đừng nói là thuốc men. Ngay cả cặp nhiệt độ, khẩu trang và giấm nữa cũng sẽ bán hết sạch. Nói chuyện với Thường Hải Thiên xong, Trương Dương cảm thấy thật nặng nề, nếu như không mau chóng tìm ra phương thức chữa trị, thì tâm trạng sợ hãi trong xã hội ngày càng mạnh mẽ, điều này sẽ tạo thành tổn hại cho sự đoàn kết và ổn định của Giang Thành. Bí thư thị ủy Giang Thành Đỗ Thiên Giã gọi điện thoại đến vào lúc 10 giờ tối,
câu đầu tiên của gã là, Trương Dương, cậu về đây ngay cho tôi. Trong lúc nguy cấp, ngay lập tức hắn nghĩ đến người bạn cũ này, y thuật của Trương Dương gã biết rõ, trong lúc các chuyên gia y học ở Giang Thành phải bó tay, người Đỗ Thiên Dã nghĩ đến đầu tiên là Trương Dương, hắn tin vào y thuật của Trương Dương, tin rằng Trương Dương có thể tìm ra cách chữa bệnh, cứu tất cả người dân trong biển lửa. Trương Dương nói, tôi đã về rồi, tôi ở Xuân Dương, mẹ tôi bị bệnh rồi. Đỗ Thiên Dã thở dài, thấp giọng nói, bệnh tình của dì thế nào? Trương Dương nói, ho và sốt, đang chữa trị. Đỗ Thiên Dã nói, cậu có cách chữa trị loại bệnh này không? Trương Dương nói, theo những gì tôi bắt mạch, tôi đã nấu thuốc cho bà rồi, còn về hiệu quả điều trị thì rất khó nói. Đỗ Thiên Dã thấy Trương Dương nói vậy, cảm thấy hơi thất vọng, gã thấp giọng, nếu như cậu không có cách, thì việc này thật là phiền phức lớn rồi. Trương Dương cười nói, sao lại nói như vậy được, tôi có phải là cục trưởng vệ sinh đâu, tôi cũng chẳng phải là thần y gì, anh không thể đặt hết hy vọng lên người tôi. Đỗ Thiên Dã nói, Trương Dương, y thuật của cậu tôi biết rất rõ, lần này thật sự không giống những lần trước, cậu nhất định phải nghĩ cách, mau chóng tìm ra cách chữa trị, và đưa nó ra toàn xã hội, tốc độ lây lan của bệnh dịch rất nhanh, tình hình của Xuân Dương không hề lạc quan, nhưng tình hình bệnh dịch của bên Giang Thành càng nhanh hơn. Từ sáng nay phát hiện người đầu tiên bị bệnh, đến giờ đã có 21 người nhập viện cách ly rồi. Trương Dương giật mình, con số vừa rồi Thường Hải Thiên nói không phải là con số mới nhất. Đỗ Thiên Dã nói, tôi đã mở cuộc họp với các thường ủy rồi, nâng mức độ cảnh giác của Giang Thành lên, tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt với các bến xe bến tàu, các nơi công cộng của Giang Thành, các chuyên gia đã đề nghị, phát hiện những người nghi ngờ bệnh là phải cách ly ngay, Trương Dương. Sự việc lần này nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng cho công nông nghiệp của Giang Thành, muốn giảm bớt ảnh hưởng của nó, thì nhất định phải mau chóng tìm ra phương pháp trị liệu. Trương Dương nói, anh yên tâm đi, dù là anh không tìm đến tôi, thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức, vừa nãy tôi đã liên lạc với bên xưởng chế tạo thuốc của Giang Thành rồi, chỉ cần tôi có thể tìm ra được phương thuốc, tôi nhất định sẽ bảo bên xưởng thuốc mở rộng nó, dù sao cũng là thuốc bắc, cũng chẳng cần phải kiểm định gì, trộn vào trong những gói thuốc phòng độc là xong. Đỗ Thiên Dã tâm tình đang chẳng vui vẻ gì, vì vậy chẳng còn tâm trí nào mà cười nữa, gã dặn dò Trương Dương, nhất định phải xem trọng việc này, giúp tôi giải quyết được bài toán khó nấy, tôi sẽ ghi cho cậu công lớn. Trương Dương nói, đừng lo, yêu cầu của tôi không cao, cho tôi cái chức chính sở là được rồi. Đỗ Thiên Dã nói, giải quyết vấn đề trước đã rồi hẳn hay. Giờ đây gã chẳng có tâm tình nào mặc cả với Trương Dương. Trương Dương sáng ngày hôm sau đã đến bệnh viện đưa thuốc rồi, mặc dù tình hình của mẹ hắn không có chuyển biến gì tốt, nhưng cũng không nặng hơn, nhiệt độ cơ thể hơi tăng cao lên một chút, trước mắt là 38.2 độ. Trương Dương nhìn mẹ uống thuốc xong, rồi lại đưa cho anh trai là Triệu Lập Quân, thuốc vừa đưa xong, thì đã nghe thấy bên ngoài có tiếng ầm ầm vọng vào. Trương Dương nghe thấy tiếng đi qua đó xem, thì thấy ở dưới khu khám bệnh có mấy chục người, có người còn cầm hai vòng hoa tang đứng ở cửa bệnh viện, ôm lấy mặt khóc nức nở. Một y tá muốn đi qua đó khuyên bảo họ đến vòng tiếp đón của bệnh viện để phản ánh tình hình, vừa mới đi qua, đã bị một tên đàn ông tát thẳng vào mặt, người y tá đó ôm mặt khóc to lên. Mấy người y tá nghe thấy tiếng động cũng tới hiện trường. Người đàn ông hét lớn, mẹ chúng mày là loại bệnh viện gì chứ? Mẹ tao lúc đưa vào đây còn sống, mà qua tay loại bác sĩ thú y như chúng mày đã chết rồi, đánh chết loại chó má chúng mày, đánh chết quân hại người. Gã vừa hét. Hơi 10 người đàn ông đã xông lên cùng gã, giơ gậy gốc xông về đám người phục vụ của bệnh viện, làm cho mấy vị bác sĩ và y tá hoảng sợ chạy toán loạn. Triệu Thiết Sinh đi cùng với Trương Dương đến, y cũng quen mấy người họ, đó là con trai của bác Hàn hàng xóm, Hàn Đại Lực, cùng với đám bạn ngoài xã hội của gã. Triệu Thiết Sinh bước đến nói, Đại Lực, cậu đang làm gì thế này? Hàn Đại Lực mắt đỏ sọc nói, chú Triệu, bọn họ hại chết mẹ cháu tìm bọn họ để đòi lẽ phải. Việc này không liên quan gì đến chú đi làm việc của chú đi. Một tên đàn ông cầm gậy đập vào vai một người y tá, làm cho người y tá đó đau đến độ kêu lên một tiếng ngồi sụp xuống đất, tên đàn ông đó giơ gậy lên định đập một nhát nữa, Trương Dương kịp thời xông đến, giật cây gậy trong tay gã lại, tên đàn ông đó trừng mắt hét lớn, mẹ kiếp, con mẹ nhà mày muốn chết à? Vẫn còn chưa kịp nói hết, Trương Dương đã đập chiếc gậy lên đầu hắn, Trương Đại Quan khống chế lực rất tốt. Phát gậy này làm cho đầu tên đàn ông chảy máu, mắt đầy sao, ngồi sụp xuống mặt đất. Hàn Đại Lực không ngờ lại có người đến cản trở, nhìn kỹ ra, thì là con trai của nhà hàng xóm Trương Dương. Trương Dương vừa chuyển nhà đi,
bình thường Trương Dương cũng không ở trong nhà, nên Hàn Đại Lực không quen với hắn, có điều gã cũng biết rằng Trương Dương sống khá tốt, hình như là phó thị trưởng Phong Trạch. Hàn Đại Lực nói, Trương Dương, việc này không liên quan gì đến anh đừng lo việc của người khác, nếu không, tôi không khách khí với anh đâu. Trương Dương cười lạnh lùng nói, không khách khí, tôi thật sự muốn xem, anh không khách khí với tôi thế nào. Triệu Thiết Sinh biết Hàn Đại Lực là một tên lưu manh, mà một nhân vật có tiếng, y vội vàng kéo tay Trương Dương, con trai ba à, sự việc này con đừng quản nữa. Trương Dương đẩy tay Triệu Thiết Sinh ra, bước một bước lớn đến và nói, mẹ kiếp, tôi không tin, trong xã hội pháp trị này mà còn xuất hiện đám khốn nạn như các anh. Hàn Đại Lực tức giận đùng đùng, lúc này, chủ nhiệm khoa hô hấp Thịnh Nghĩa Quân bước đến, thấy tình hình trước mắt, tức đến độ run cả người, y hét lên, Hàn Quốc Phần là bệnh nhân của tôi, muốn báo thù thì cứ tìm tôi, đừng làm hại những người vô tội. Hàn Đại Lực nói, được, gã bước lên đằng trước chỉ vào mũi Thịnh Nghĩa Quân nói, khi đưa vào bệnh viện này, mẹ tôi còn sống sờ sờ ra đấy, các người làm thế nào mà làm cho bà ấy chết rồi. Tôi cần các người phải giải thích cho tôi. Thịnh Nghĩa Quân nói, cậu muốn giải thích thế nào? Cần tiền hay là cần mạng? Hàn Đại Lực nói, những sự việc phạm pháp tôi sẽ không làm, tôi cần tiền. Các người phải bồi thường cho những tổn thất tinh thần của tôi. Tên này là một tên vô lại, mượn cớ này để đến lừa tiền tài. Thịnh Nghĩa Quân nói, tôi không có tiền, tôi chỉ có cái mạng này, mẹ anh bị bệnh chết ở bệnh viện, chúng tôi không chữa trị tốt, đó là trách nhiệm của tôi, giờ đây tôi cũng bị nhiễm rồi, tôi có thể chết như mẹ anh bất cứ lúc nào. Mạng của tôi đưa cho anh lấy đi. Nghe nói Thịnh Nghĩa Quân cũng bị nhiễm bệnh, Hàn Đại Lực sợ đến độ hoảng hốt. Thịnh Nghĩa Quân bước một bước lên phía trước, Hàn Đại Lực sợ hãi lùi hai bước, ông đừng đến đây. Ông, Thịnh Nghĩa Quân tức giận nói, chẳng phải muốn đòi lại công lý hay sao? Được, các người đến đánh tôi đi, lấy cái mạng này của tôi đi. Đám lưu manh nghe Thịnh Nghĩa Quân cũng bị nhiễm bệnh, ai nấy đều sợ lùi về sau, giờ đây. Bệnh dịch ở Xuân Dương đã trở thành nỗi sợ trong lòng người dân, ai mà chẳng sợ bị nhiễm bệnh, Thịnh Nghĩa Quân cũng chỉ là dọa họ vậy, có điều chiêu này rất có hiệu quả, chứng minh rằng, tất cả đám đến gây loạn ngày hôm nay đều là hổ giấy cả. Lúc này khoa bảo vệ của bệnh viện và đồn cảnh sát cũng đến rồi, trong huyện đã có quy định phải bảo đảm cho bệnh viện làm việc, Hàn Đại Lực đem người đến làm loạn ở bệnh viện trong thời gian này rõ ràng là một hành động không thông minh một chút nào, đám người này tan đi. Có điều Hàn Đại Lực dẫn đầu không chạy kịp, bị đồn công an bắt lại, lần này ít nhất cũng bị tạm giam. Thịnh Nghĩa Quân khom lưng đỡ người y tá bị đánh khác vừa nãy, vành mắt của y cũng đỏ. Người y tá đó nói, chủ nhiệm Thịnh, tôi không làm nữa đâu, tôi từ chức. Thịnh Nghĩa Quân lắc đầu, nhìn những người làm việc ở bên cạnh mình, y thấp giọng nói, các đồng chí, tôi sẽ chẳng nói những lời to tát nào, là chủ nhiệm khoa, tôi không thể bảo vệ mọi người, là trách nhiệm của tôi. Tôi không xứng với mọi người, tôi biết rằng mọi người rất tủi nhục, nhưng tôi cũng rất tủi nhục, nhưng mọi người nghĩ đến những người bệnh nằm trong kia, chúng ta từ chức, chúng ta không làm nữa, họ phải làm thế nào? Chẳng lẽ chúng ta vứt những bệnh nhân ở đây, để cho họ tự sinh tự diệt ư? Chúng ta trước mắt chưa tìm ra được cách chữa trị, nhưng chúng ta có thể điều trị theo những triệu chứng trước mắt, giảm bớt bệnh tình của họ, làm chậm quá trình phát triển của bệnh. Tôi không phải là một đảng viên gì, nhưng tôi là một bác sĩ. Tôi có đạo đức của mình, tôi có nguyên tắc của mình, ai mà không sợ chết, ai mà không sợ bị nhiễm bệnh. Nhưng chúng ta đã lựa chọn nghề này, chúng ta phải xứng đáng với nó, chiến sĩ áo trắng, ý nghĩa thần thánh của bốn chữ này mọi người có hiểu không? Nếu như trước kia mọi người vẫn không hiểu, thì giờ đây chính là lúc mọi người có thể cảm nhận thật sự nó. Nghề nghiệp của chúng ta là một nghề cao quý, trong số những người chúng ta cũng có thể có anh hùng, dù người ta nhìn nhận chúng ta thế nào, người ta nghĩ về chúng ta thế nào. Điều đó đều không quan trọng là chúng ta cần xứng đáng với chính mình, xứng đáng với lương tâm của mình. Trong mắt tất cả bác sĩ ở đó đều rưng rưng lệ. Thịnh Nghĩa Quân nói, tôi tin rằng nghề nghiệp của chúng ta rất thuần khiết, tôi tin rằng đội ngũ của chúng ta là dũng cảm nhất, hãy để chúng ta chứng minh cho tất cả mọi người đấy, đâu mới là người thầy thuốc chân chính. Trương Dương vỗ tay đầu tiên, đây mới là người thầy thuốc chân chính. Mặc dù xã hội bây giờ đã có nhiều phiến diện với nghề thầy thuốc, nhưng trong đội ngũ này vẫn còn không ít lương y, trái tim của con người cũng làm bằng da bằng thịt, máu của con người cũng nóng ấm. Chương 427, thách thức mới. Bệnh tình của Từ Lập Hoa đã bắt đầu có chuyển biến tốt, Trương Dương thay đổi bài thuốc theo bệnh tình của bà, thấy mẹ mình ngày một khỏe lên trông thấy, Trương Dương cũng cảm thấy vui, hắn cũng giữ lời hứa với Đỗ Thiên Dã,
ngay lập tức đưa bài thuốc cho xưởng sản xuất thuốc. Giờ đây nếu như muốn có một loại thuốc mới, chỉ việc đi xin cấp phép đã mất mấy tháng. Thường Hải Thiên thầm bảo xưởng thuốc điều chỉnh bài thuốc của thuốc kháng độc, sản xuất nhiều hơn để phục vụ thị trường. Hiệu quả lớn lao của nó ngay lập tức gây ra phản ánh tốt từ phía xã hội, loại thuốc kháng độc không đủ bán, những đoàn xe đến xưởng thuốc nhập hàng xếp thành hàng dài, hình thành một hình ảnh rất hùng vĩ. Trong cuộc họp thường ủy ở Giang Thành, Đỗ Thiên Dã đã khẳng định năng lực lãnh đạo và tác dụng của các cán bộ toàn thành phố, còn về Trương Đại Quan là người đứng đằng sau nỗ lực, rất bất hạnh, lần này lại trở thành anh hùng vô danh. Đỗ Thiên Dã tuyên bố một tin tức tốt lành, Giang Thành xin đưa vào sử dụng sân bay mới đã được phê chuẩn, Đỗ Thiên Dã nói, sự lạc lậu nghiêm trọng của các thiết bị sân bay đã kìm hãm sự phát triển của kinh tế Giang Thành, lần này phương án sân bay mới của chúng ta được phê chuẩn, chúng ta cần phải hoàn thành công tác đấu thầu sân bay trong thời gian ngắn nhất, cần phải xây dựng một sân bay đứng đầu Giang Thành, đứng đầu Bình Hải, đứng đầu cả nước. Tất cả các đảng ủy đều vỗ tay cho tin này, thị trưởng Tả Viên Chiều nói, về việc kiến thiết sân bay, chính phủ thành phố đã có phương án hoàn chỉnh từ lâu, trước kia phương án này luôn do đồng chí Tiêu Minh phụ trách, tôi đề nghị để đồng chí Tiêu Minh đảm nhận việc chỉ huy hiện trường của sân bay lần này, phụ trách công tác chỉ huy và lãnh đạo cụ thể. Gần đây Tiêu Minh và Tả Viên Triều rất thân Nhanu, Tả Viên Triều đề nghị để gã đảm nhận công việc này không có gì là lạ. Tiêu Minh cười khiêm tốn đáp, cảm ơn sự xem trọng của các vị lãnh đạo, tôi. Đỗ Thiên Dã ngắt lời của gã, đồng chí Tiêu Minh còn công tác quan trọng hơn nữa. Sự phát triển của khu khai phá Giang Thành không thể rời khỏi đồng chí ấy được, công tác chỉ huy của sân bay mới lại vô cùng phức tạp, tôi thấy đồng chí Tiêu Minh không phù hợp. Đỗ Thiên Dã đã phủ quyết ngay Tiêu Minh tại hiện trường. Tiêu Minh rất khó xử, một câu nói đến một nửa, đã bị Đỗ Thiên Dã đập vào mặt không thương tiếc rồi, xem ra Đỗ Thiên Dã khá khó chịu với gã. Gã nhìn sang Tả Viên Triều như cầu cứu, Tả Viên Triều không nói ngay, dù sao Đỗ Thiên Dã cũng mới là người lãnh đạo đứng đầu. Hội thường ủy là vũ đài của người ta. Đỗ Thiên Dã nói, sân bay mới của chúng ta chọn địa điểm ở Phong Trạch, nên để một vị cán bộ hiểu tình hình của Phong Trạch đứng ra đảm nhận công tác chủ trì. Tôi thấy Trương Dương khá được, trẻ tuổi, năng nổ, hơn nữa, chỗ nào cũng có quan hệ, những công việc bẩn mệt thế này nên đưa cho cán bộ trẻ phụ trách. Đại đa số thường ủy ở đó đều biết, Đỗ Thiên Dã là nhét người thân của mình vào, có điều họ cũng không thể nào phủ nhận những đánh giá của Đỗ Thiên Dã với Trương Dương. Trương Dương thật sự trẻ tuổi và năng động, còn có những quan hệ thượng tầng nữa, nhưng điều này không thể nói được rằng hắn có tư cách đảm nhận công việc quan trọng như vậy. Thị trưởng Tả Viên Triều đứng đầu phản đối, tôi thấy Trương Dương không phù hợp với những công việc thế này, cậu ấy quá trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm chính trị, công trình quan trọng như thế này giao cho cậu ấy phụ trách là không phù hợp. Đỗ Thiên Dã mỉm cười nói, thị trưởng Tả đợi tôi nói xong rồi hắn phát biểu ý kiến được không? Thời gian gần đây, Đỗ Thiên Dã cực kỳ khó chịu với Tả Viên Triều, từ tin tức mà gã có được, không biết làm thế nào mà Tả Viên Triều lại leo lên được đến chỗ Kiều Trấn Lương, đã trở thành nhân vật trung tâm luôn đứng cùng gã trong thường ủy, đám người Triệu Dương Lâm đoàn kết xung quanh gã, thường xuyên hát trái điệu với Đỗ Thiên Dã về mặt phương án, thực ra phương án sân bay mới giao cho Tiêu Minh cũng chẳng có gì là không thỏa đáng cả, nhưng Đỗ Thiên Dã không muốn để cho Tả Viên Triều được thỏa lòng. Đỗ Thiên Dã không phải là người hẹp hòi. Nhưng trên mặt chính trị không thể nào dễ dàng nhượng bộ được, hạng mục sân bay mới là một thành tích lớn, nếu như gã nhượng bộ, thì có nghĩa là dâng thành tích này cho người khác, sự nhượng bộ trong chính trị, chỉ làm cho người khác mạnh lên, Đỗ Thiên Dã quyết không bao giờ phạm phải những sai lầm đơn giản như thế này. Đỗ Thiên Dã nói, đầu tiên, hạng mục sân bay mới đối diện là vấn đề một lỗ hổng lớn về tiền tài, là một người phụ trách hạng mục đầu tiên phải có năng lực thu thập tiền tương đối. Tôi muốn hỏi một chút. Trước mắt trong những cán cộ trẻ tuổi của Giang Thành, còn ai có khả năng vượt qua Trương Dương trong khoản này? Câu này làm cho tất cả mọi người đều á khẩu, mặc dù Trương Dương hay gây rối, nhưng năng lực chiêu thương của hắn là điều mọi người không thể phủ nhận. Hắn ở Xuân Dương, chỗ này nổi, hắn đến Giang Thành cũng nổi, giờ đây hắn đến Phong Trạch, làm cho công tác chiêu mộ nguồn vốn ở Phong Trạch làm đâu ra đấy, thành tích bày ở đó không thể phủ nhận được. Đỗ Thiên Dã lại nói, cậu ấy là phó thị trưởng Phong Trạch. Khá rõ tình hình ở Phong Trạch, có ưu thế. Chủ nhiệm nhân đại Triệu Dương Lâm không nói gì, với y, Trương Dương đảm nhận việc tổng chỉ huy sân bay chưa chắc đã không phải là việc tốt, sân bay đồng nghĩa với việc đã chôn một quả mình xuống Phong Trạch, đã vạch ra một khu đặc biệt, về sau mâu thuẫn giữa Trương Dương và bí thư thị ủy Phong Trạch Thẩm Khánh Hoa nhất định sẽ ngày càng kịch liệt hơn. Triệu Dương Lâm nghĩ đến con rể của mình Tôn Đông Cường, đấu tranh chính trị, chỉ có ở trong đấu tranh mới tìm được cơ hội.
Tả Viên Triều nói, năng lực quan trọng, nhưng kinh nghiệm lãnh đạo cũng quan trọng. Đỗ Thiên Giã mỉm cười nói, tôi đã nói rằng, tôi chưa nói hết câu, đồng chí Viên Triều trở nên nóng vội như vậy từ bao giờ thế? Tả Viên Triều nóng hết mặt, Đỗ Thiên Giã không thèm nể mặt gã trước mặt nhiều người như vậy. Đỗ Thiên Giã nói, bất cứ công tác lãnh đạo nào cũng cần phải có một sự phân bố hợp lý, cũng chính là cái hợp nhóm mà chúng ta thường nói, Trương Dương quả thật thiếu kinh nghiệm chính trị, vì thế tôi đề nghị để cậu ấy làm công tác chỉ đạo hiện trường, còn tổng chỉ huy để tôi tự trách đảm nhận, đương nhiên, tôi chỉ là góp tên vào đó thôi. Do chủ nhiệm Triệu đảm nhận phó tổng chỉ huy, chủ nhiệm Triệu có đồng ý không? Triệu Dương Lâm không ngờ Đỗ Thiên Giã lại đá quả bóng lên đầu y ngớ người. Y và Đỗ Thiên Giã hát trái điệu đã lâu, Đỗ Thiên Giã đâu có lý do gì chọn y cơ chứ. Triệu Dương Lâm dựa vào kinh nghiệm chính trị của mình, ngay lập tức đã phân tích ra, chiêu này của Đỗ Thiên Giã là để làm phân hóa nội bộ, trước đó y và Tả Viên Triều hiểu nhau như vậy, giờ y là phó tổng chỉ huy, bên trên có Đỗ Thiên Giã, bên dưới có Trương Dương, rõ ràng chẳng có tác dụng gì cả, Đỗ Thiên Giã làm như vậy cũng chỉ là để bày trò mà thôi, dùng y để bịt miệng những người khác. Nhưng Triệu Dương Lâm lại không thể khước từ, y cười nói, bí thư Đỗ đã tín nhiệm tôi như vậy, thì tôi sẽ phát huy hết ức. Đỗ Thiên Giã cười nói, phối hợp giữa mới và cũ, giữa già và trẻ, muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm, muốn năng lực có năng lực, tôi nghĩ kết hợp như thế này là khá hợp lý rồi, có chủ nhiệm Triệu hộ giá, Trương Dương nhất định có thể phát huy được hết năng lực của mình. Gã cố ý nhấn mạnh chữ hộ giá, mục đích là để nói rõ, công việc chính của Triệu Dương Lâm là hộ giá mà thôi. Còn những công việc chủ yếu không đến lượt y quản. Tả Viên Triều á khẩu không nói được gì, gã phát hiện ra vị bí thư thị ủy trẻ tuổi này đã bắt đầu có sự tiến bộ trong thủ đoạn chính trị rồi. Hơn nữa điều làm Tả Viên Triều kinh ngạc là, người ta đã nhìn ra sự ngầm kết nối của các vị thường ủy rồi, một cái kết rất đẹp. Sau khi hội nghị kết thúc, Đỗ Thiên Giã gọi bộ trưởng tổ chức Từ Bưu đến phòng làm việc của mình, gã bảo Từ Bưu nhanh chóng làm công tác bổ nhiệm. Từ Bưu nói, cái chức chính sở của Trương Dương đã có thể giải quyết được rồi. Đỗ Thiên Giã mỉm cười nói, không cần gấp, nếu như cậu ta có thể hoàn thành hạng mục lần này một cách đẹp đẽ, thì giải quyết cho cậu ta vấn đề chính sở. Từ Bưu hiểu ý của Đỗ Thiên Giã, cười nói, anh cẩn thận bị cậu ấy ghét đấy. Đỗ Thiên Giã cười ha ha nói, cậu ta không dám đâu. Trương Dương nghe nói thành phố đã đưa hạng mục sân bay cho hắn, thật sự hắn đã vui một lúc, nhưng ngay lập tức hắn bình tĩnh lại. Mấy năm quần thảo chính trị, hắn đã hiểu được rất nhiều điều, ở trên đời đâu có gì rơi từ trên trời xuống, mặc dù Đỗ Thiên Giã là anh em tốt với hắn, nhưng về mặt chính trị sẽ không nể mặt nhiều, Đỗ Thiên Giã vất hắn vào trong hạng mục này, chủ yếu là vì cảm thấy hắn khả dụng. Từ Bưu phụ trách truyền đạt cho Trương Dương bổ nhiệm lần này, y nhận ra Trương Dương có sự thay đổi trong thái độ, mỉm cười nói, thế nào? Có phải có khó khăn gì không? Trương Dương có quan hệ rất tốt với Từ Bưu. Hắn cũng chẳng giấu giếm gì, bộ trưởng Từ, đây có phải là một cái hố không? Từ Bưu cười nói, sao cậu lại nói vậy chứ? Thăng quan là một việc tốt kia mà. Trương Dương nói, chỉ huy hiện trường xong, liệu mọi người có giải quyết chính sở cho tôi không? Từ Bưu lắc đầu nói, cần phải làm theo yêu cầu của nhà nước mà. Trương Dương nói, tôi vẫn là phó sở, cấp vẫn là cấp đó, chỉ là phải làm nhiều việc hơn. Từ Bưu nói, cán bộ trẻ tuổi không nên sợ khổ và sợ mệt. Trương Dương nói, theo những gì tôi biết, tài chính thành phố rất khó khăn, thiếu rất nhiều tiền, trước kia muốn trùng tu, giờ đây muốn xây mới, sự khác biệt này quá lớn, cần phải một lượng lớn tiền đầu tư, có phải muốn tôi tay không bắt giặc không? Từ Bưu nói, trước kia chẳng phải cậu quản lý công tác chiêu thương sao? Chiêu mộ nguồn vốn đầu tư đúng là thế mạnh của cậu. Trương Dương thở dài nói đi nói lại vẫn là một cái hố, mọi người đào sẵn rồi để tôi nhảy vào. Từ Bưu nói, cậu đã được lợi ích rồi mà còn làm ra vẻ mình khổ lắm vậy, thị trưởng Tả đã đề nghị Tiêu Minh đảm nhận công việc này, người ta là cấp bậc gì chứ? Là bí thư Đỗ ra sức nói cho cậu, để cậu phụ trách việc này, cậu là một cán bộ cấp phó sở, phụ trách một công trình lớn như vậy, chưa từng có chuyện này xảy ra trong lịch sử của Giang Thành. Làm xong chuyện này, là một việc tạo phúc cho con cháu về sau, lịch sử Giang Thành sẽ ghi danh cậu, nhân dân Giang Thành sẽ nhớ đến cậu. Trương Đại Quan ngắt lời. Bộ trưởng Từ, ông đừng chù ẻo tôi nữa, nói thêm tí nữa là mọi người sẽ tưởng nhớ tôi rồi. Từ Bưu cười nói, dù sao thì tôi cảm thấy đây là một việc tốt, sau khi sân bay được xây dựng xong cậu sẽ có thành tích chính trị, cấp bậc của cậu tất nhiên sẽ được nâng lên, không biết chừng lại còn đường vào thẳng hội thường ủy ấy chứ. Trương Dương nói,
nhờ lời nói tốt này của tôi nhảy xuống cái hố này vậy. Thẩm Khánh Hoa không ngờ lần này Trương Dương lại trở về, hắn đi học chẳng được mấy ngày đã về rồi, không những trở về, lại còn được tăng cấp, giờ đây đã là chỉ huy hiện trường kiến thiết sân bay mới Giang Thành. Đây là một chức nắm thực quyền, một cán bộ cấp phó sở, mà được nhiệm vụ quan trọng như vậy, có thể thấy được rằng quan hệ với cấp trên của tên này rất tốt. Thành phố đã lựa chọn địa chỉ xây sân bay mới ở Lương Gia Bình phía Bắc Hồ Phong Trạch, chỗ này cách trung tâm thành phố Giang Thành 38 km, cách Phong Trạch 31 km, sau khi xây dựng xong sẽ trở thành sân bay lớn nhất của vùng Bắc Bộ và phía Đông Bình Nguyên phía Bắc Giang Thành, vấn đề đầu tiên Trương Dương phải đối mặt là vấn đề tiền vốn. Việc di rời không khó khăn gì, nguyên chân chính chỉ có một thôn, chỉ cần làm tốt công tác tư tưởng với người dân, cho họ một mảnh đất màu mỡ hơn, người luôn hướng tới những điều tốt đẹp, nhân dân không có lý do gì không đồng ý. Trương Dương trở về đại viện thị ủy Phong Trạch lần nữa tạo nên tiếng tăm không nhỏ, tổng chỉ huy hạng mục sân bay mới là bí thư thị ủy, Trương Dương phụ trách chỉ huy hiện trường, nhưng là người nắm quyền lớn nhất, hạng mục sân bay mới là trọng điểm của thành phố Giang Thành, chính phủ địa phương cũng phải nhường đường cho hạng mục sân bay mới. Thẩm Khánh Hoa vốn rất ủng hộ cho hạng mục sân bay mới này, nhưng y không thể ngờ rằng, quyền tổng chỉ huy hạng mục lại rơi lên đầu Trương Dương, trong lòng ngay lập tức cảm thấy khó chịu. Điều này đồng nghĩa với việc xây dựng một đặc khu ở Phong Trạch, quyền chức của Trương Dương phút chốc được nâng lên bằng với y, Phong Trạch do y làm chủ, nhưng ở trong đám đất xây dựng sân bay mới đó, Trương Dương mới là ông chủ. Trương Dương thông báo một vài tình hình về hạng mục sân bay mới với Thẩm Khánh Hoa, cười nói, bí thư Thẩm, trong thành phố bảo tôi phụ trách hạng mục sân bay này đặt ở Phong Trạch, về sau ông phải ủng hộ tôi vào nhé. Ngữ khí của tên này đầy đắc ý. Thẩm Khánh Hoa cảm thấy rất buồn. Trong lòng thầm nói, tiểu tử nhà ngươi đang khoe mẽ với ta sao? Có điều ngoài mặt Thẩm Khánh Hoa vẫn không lộ ra bất cứ điều gì bất mãn, điềm đạm cười nói, hạng mục sân bay mới là điều quan trọng vô cùng trong quá trình kiến thiết Giang Thành. Về sau chính phủ thành phố Phong Trạch chúng ta nhất định sẽ ủng hộ công tác của cậu, công tác trong thành phố, cậu có thể tạm thời dừng lại một chút. Trương Dương đã hiểu rồi, người ta đang tìm cách tước đi quyền lực của hắn ở Phong Trạch đây mà. Trương Đại Quan đâu có chịu thua. Mỉm cười nói, phải còn một thời gian nữa mới đến lúc chính thức bước vào xây dựng sân bay mới, giờ đây đang chiêu mộ tiền vốn, tôi vẫn làm được cả hai bên. Thẩm Khánh Hoa cười, cũng không tiếp tục tước đi công tác của hắn, ho một tiếng rồi nói, công việc học tập ở Tĩnh Hải thế nào rồi? Lớp học ở Tĩnh Hải vẫn chưa kết thúc, tên này đã chạy về, được coi là trốn học. Trương Dương nói, quản lý rất lỏng, nói trắng ra là lần này chỉ là đi dưỡng bệnh nghỉ ngơi mà thôi. Cách một thời gian tôi đi một lần là được rồi, dù là không đi, thì đợi đến khi kết thúc tôi qua đó cũng thế thôi. Thẩm Khánh Hoa nói, kiến thiết tinh văn minh tinh thần rất quan trọng, tiểu Trương à, thái độ này của cậu tôi phải phê bình rồi đấy. Trương Dương thầm chửi, phê bình mẹ nhà ông, lúc đầu ông bảo tôi đi học chẳng phải là để đày đọa chính trị tôi sao. Trương Dương nói, nếu như ông cảm thấy quan trọng, thì tôi sẽ nói lại những điều tôi học được cho ông hay. Thẩm Khánh Hoa cũng là lão thành rồi. Y hiểu tính của Trương Dương, tên này thật sự dám nghĩ dám làm, đường đường một bí thư thị ủy như y mà phải nghe hắn giảng về văn minh tinh thần, thật là nực cười, Thẩm Khánh Hoa trao trao mày nói, có thời gian thì tổ chức mọi người cùng học tập. Trương Dương cười nói, bí thư Thẩm, vậy tôi đi làm chính thức rồi. Thẩm Khánh Hoa gật đầu, chú ý làm tốt thủ tục, đừng để các đồng chí khác nói ra nói vào. Tôi biết rồi. Rời khỏi chỗ Thẩm Khánh Hoa. Trương Dương lại đến phòng làm việc của thị trưởng Tôn Đông Cường. Tôn Đông Cường đã nghe nhạc phụ nói về việc Trương Dương phụ trách việc chỉ huy hiện trường của sân bay mới. Gã ngưỡng mộ, nhưng càng ghen tị hơn, một thành tích lớn như vậy sao lại rơi lên đầu Trương Dương được cơ chứ? Nhưng Tôn Đông Cường cũng hiểu, bối cảnh của người ta không giống nhau, vận mệnh của người ta không giống nhau, có một vài việc muốn ngưỡng mộ cũng không được. Trương Dương đi một con đường khác với gã, người ta xông thẳng tiến thẳng trên con đường chính trị, phát triển theo kiểu nhảy vọt. Còn gã thì lại là đánh đâu chắc đấy, đi từng bước ổn từng bước, mục tiêu thiết thực nhất là chức bí thư thị ủy Phong Trạch, muốn thực hiện mục tiêu này cần phải quét sạch cái trở ngại là Thẩm Khánh Hoa. Muốn đạt được mục tiêu này, thì không thể nào chiến đấu đơn độc, mà cần phải đoàn kết, lợi dụng sức mạnh của đoàn kết, trước mắt, Trương Dương chính là đồng minh cần phải đoàn kết hàng đầu của gã. Tôn Đông Cường nói, sân bay mới là hạng mục công trình quan trọng nhất trong 5 năm gần đây của Giang Thành, thành phố giao hạng mục này cho anh. Có thể thấy được sự xem trọng với anh, Trương Dương anh nhất định phải trân trọng cơ hội lần này đấy. Trương Dương cười nói, tôi cũng biết quan trọng, người khác cảm thấy tôi nở mày nở mặt,
thật ra tôi cảm thấy việc này cực kỳ khó khăn. Nhìn thấy nhiều người muốn ăn, nhưng khi nắm được rồi thì lại cảm thấy rất nóng tay, chỉ muốn vứt đi thôi. Tôn Đông Cường bị câu này chọc cười, sự bình phẩm của gã với lời này của Trương Dương là đã được lợi rồi còn dở trò, ai mà chẳng biết hạng mục sân bay mới là một hòn đất màu mỡ. Tôn Đông Cường nói thành phố rất thiếu thốn tiền, áp lực anh phải đối mặt cũng không nhỏ đâu. Trương Dương nói, chứ còn gì nữa, tôi đã tính một chút, tiền vốn lúc đầu và cuối cùng cũng phải rất nhiều tiền. Nếu muốn thuận lợi xây được sân bay, thì rất có ích lợi với sự phát triển của Phong Trạch. Tôn Đông Cường gật đầu nói, chính phủ thành phố Phong Trạch nhất định sẽ phối hợp với hạng mục này. Trương Dương nói, theo yêu cầu của thượng cấp, đầu tiên tôi phải xây dựng đội lãnh đạo kiến thiết sân bay mới, dự định mời thị trưởng Tôn tham gia vào nhóm chỉ huy của chúng tôi. Tôn Đông Cường thầm mừng, Trương Dương đang cho mình lợi đây, gã nói, mời bí thư Thẩm chưa? Trương Dương danh ma nói, ông ấy quản chính trị, mời ông ấy làm gì? Tôn Đông Cường nghe thấy lời này, trong lòng cực kỳ thoải mái, nhưng gã lại nghĩ đến việc, đây chẳng phải là Trương Dương đang khích lên mâu thuẫn giữa gã và Thẩm Khánh Hoa hay sao? Có điều Tôn Đông Cường cũng không để ý đến mục đích của Trương Dương. Những sự việc từ lúc hắn đảm nhận chức vụ đã chứng minh, mâu thuẫn giữa gã và Thẩm Khánh Hoa là không thể hòa giải được, nhất định phải tiếp tục chiến đấu rồi. Tôn Đông Cường nói, nếu anh đã xem trọng như vậy, tôi đồng ý. Trương Dương cười nói, anh đừng nghĩ chỉ đến ghi danh mà không làm gì cả, về sau công tác di rời dân giao cho anh rồi. Tôn Đông Cường cười khổ sở nói, công việc đi đắc tội người khác lại giao cho tôi, anh thật là biết sắp xếp. Trương Dương nói, hay là anh đến phụ trách chiêu mộ tiền vốn. Tôn Đông Cường vội vàng xua tay, đừng đừng, nói đến chiêu thương luôn là thế mạnh của anh. Trương Dương cười nói đến công tác lãnh đạo, phó tổng chỉ huy của chúng ta là chủ nhiệm Triệu, hai cha con anh làm việc với nhau dễ dàng hơn. Tôn Đông Cường nói, mọi người đều làm vì một mục đích, đó là xây dựng nhanh chóng sân bay mới, cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế Giang Thành. Buổi tối ngày hôm đó, Lữ Yến đã được thăng cấp lên làm phó tổng giám đốc của khách sạn Bạch Ngạo mở tiệc đón Trương Dương, Trần Gia Niên, Kim Lỗi, Trình Diệm Đông, Khưu Kim Trụ, Thường Lăng Phong đều được mời đến, mời Trần Gia Niên và Kim Lỗi là ý của Trương Dương. Trần Gia Niên và Kim Lỗi đều biết việc Trương Dương phụ trách hạng mục sân bay mới, họ rất kỳ vọng về bước đường phía trước của Trương Dương, họ không dám ngồi cùng bàn rượu với Trương Dương, dù sao ai cũng rõ rằng quan hệ giữa bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa và Trương Dương không tốt. Mặc dù Thẩm Khánh Hoa là người đứng đầu của Phong Trạch, nhưng dù sao cũng là người đã sắp về hưu, Trương Dương thì lại là một minh tinh chính trị vừa sáng, tương lai của hắn quyết không chỉ dừng lại ở Phong Trạch, tiền đồ của hắn còn rất rộng mở. Trần Gia Niên là thị trưởng thường vụ, Kim Lỗi phân quản công tác công an nhân khẩu, Trình Diệm Đông và Khưu Kim Trụ đều tỏ ra khá cung kính. Trương Dương nói, mọi người đừng giữ phép tắc nữa, trong lúc làm việc phải làm rõ ràng quan to quan nhỏ, nhưng sau khi hết việc, thì chúng ta là bạn bè, cùng uống rượu, khép nép quá không tốt. Trần Gia Niên cười nói, thị trưởng Trương nói đúng lắm, có điều tôi phải nói trước, tôi không uống được rượu, mọi người cứ uống cho thoải mái, tôi uống trà cùng mọi người. Lữ Yến nói, thị trưởng Trương về thật nhanh, tôi tưởng rằng phải đến tháng 10 cơ đấy, không ngờ nhanh thế đã về rồi. Trương Dương nói, sao, không mong tôi về à? Lữ Yến cười khanh khách, thị trưởng Trương là quý nhân của chúng tôi, anh ở đây. Luôn luôn chào đón anh ra ngoài học tập, khách sạn của chúng tôi vắng khách hẳn đi, tôi chỉ muốn anh về đấy chứ. Trương Dương cười, Lữ Yến thật là biết ăn nói. Sân bay mới đã trở thành tiêu điểm của Giang Thành, khi ăn cơm, đương nhiên lại nói đến vấn đề kiến thiết sân bay mới. Trần Gia Niên nói, thị trưởng Trương, về sau chủ trì công tác kiến thiết của sân bay mới, công tác nhất định sẽ bận hơn trước kia. Trương Dương cười nói, vì thế muốn nhờ đến mấy người anh như mọi người giúp tôi giải nan. Trần Gia Niên khiêm tốn nói, chúng tôi làm sao giúp được gì, xây dựng sân bay là một hạng mục lớn, cũng chỉ có thị trưởng Trương mới có thể phụ trách. Trương Dương lại than thở vài câu, hắn cầm cốc rượu lên nói, đợi khi nhóm chỉ huy được thành lập, tôi dự định chuyển đến hiện trường làm việc, bí thư Đỗ đã để lại cho tôi mệnh lệnh rằng, năm nay phải khởi động toàn phần kiến thiết sân bay, còn hơn 4 tháng nữa là đến cuối năm rồi, trong thời gian ngắn như vậy, lại còn phải chiêu thương, tiến hành đấu thầu nữa. Ông ấy thật là biến tôi thành ba đầu sáu tay rồi. Kim Lỗi nói, đó là lãnh đạo tin tưởng anh, chỉ huy hiện trường sân bay là một miếng mỡ, các cán bộ thành phố Giang Thành đều rất ngưỡng mộ anh. Trương Dương nói, nếu như ai muốn làm, thì tôi nhường cho người ấy, thật sự tôi không muốn làm việc này. Thường Lăng Phong mỉm cười nhìn Trương Dương,
biết rằng tên này nhất định là miệng một đằng dạ một nẻo, miệng thì nói không muốn làm, nhưng trong lòng đang vui như Tết. Kim Lỗi nói, tôi muốn làm, nhưng tôi chẳng có năng lực đó, lãnh đạo thành phố cũng không giao cho tôi công tác quan trọng như vậy. Trần Gia Niên nói, xây dựng sân bay liên quan đến sự phát triển trong tương lai của Bình Hải chúng ta, tính quan trọng của nó không nói cũng biết, tôi thấy ngoài thị trưởng Trương, những người khác cũng chẳng ai có bản lĩnh đó. Trương Dương cười nói, quá khen, thị trưởng Trần đang quá khen tôi rồi. Trần Gia Niên cầm cốc trà lên nói, tôi chẳng quá khen gì đâu, chỉ là tôi nói thật mà thôi, xây dựng một sân bay không chỉ thể chỉ dựa vào nói mồm không, đầu tiên là vấn đề tiền, thành phố dự định đưa cho anh bao nhiêu tiền. Trương Dương cùng ly với gã, uống cạn cốc rượu, rồi chậm chậm đặt xuống nói, bí thư Đỗ rất hào phóng, nói là sẽ cố hết sức giúp tôi giải quyết vấn đề tiền vốn, người khác không hiểu, tôi chẳng lẽ lại không hiểu hay sao, câu này của anh ấy đồng nghĩa với việc chẳng nói gì cả, tôi tính toán thì thấy anh ấy có giải quyết được khoảng tầm đến 20 triệu là đã chẳng dễ dàng rồi, 800 triệu còn lại cần phải dựa vào tôi đi chiêu thương rồi. Trần Gia Niên nói, vì thế mới nói, việc này ngoài anh chẳng ai làm được cả. Ai mà có bản lĩnh kiếm được 800 triệu nhân dân tệ. Kim Lôi thở dài nói, tôi chẳng có cái bản lĩnh ấy. Lữ Yến nói, 800 triệu, thật là nhiều tiền. Trình Diệm Đông nói, có thể hiệu triệu các doanh nghiệp lớn ở Giang Thành đến quyên góp. Trương Dương cười nói, Diệm Đông, về việc phá án anh làm rất giỏi, nhưng về kinh tế anh thật là không chuyên, quyên góp ư. Chính phủ chúng ta cũng không thể nào trông chờ vào quyên góp để sống qua ngày. Thường Lăng Phong nói, 800 triệu không phải là con số lớn gì, hạng mục sân bay còn lớn hơn thế, có sức hấp dẫn rất lớn đối với những nhà đầu tư nước ngoài, chỉ cần anh chiêu thương chính thức trên xã hội, tôi tin rằng vấn đề thu thập tiền vốn sẽ không khó khăn gì. Trình Diệm Đông nói, chuyên gia nói rồi đấy, tiền không thành vấn đề. Trương Dương cười nói, vấn đề bảo vệ trị an của kiến thiết sân bay giao cho anh rồi, Diệm Đông cũng phải vào nhóm chỉ huy, chúng ta cần phải lấy kiến thiết sân bay làm trọng. Trần Gia Niên không uống rượu, Kim Lỗi cũng uống rất ít, buổi tiệc diễn ra một tiếng rưỡi là kết thúc. Tiễn Trần Gia Niên xong, Khưu Kim Trụ đề nghị đi ăn thịt nướng, vừa nãy vì có hai vị phó thị trưởng ở đó, mấy người đều chưa uống hết hứng, vì vậy tiến hành ca hai, Trương Dương gật đầu đồng ý, hắn cười nói, chúng ta đến cửa hàng của thầy Phùng. Việc làm ăn của Phùng Thiên Du ngày càng tốt, hai người con gái đều đến giúp đỡ bán hàng, con gái lớn Phùng Lộ đã lấy được giấy báo nhập học của Đại học Y Khoa. Mấy ngày nữa là đến kinh thành báo danh. Khi mấy người Trương Dương đến, vừa vặn một đám học sinh của Phùng Thiên Du cũng ở đó, trước khi đi học đại học, họ chọn chỗ này để làm lần gặp gỡ cuối cùng, Trạng Nguyên Văn khoa đại học Lý Đương Dương cũng ở đó. Thấy Trương Dương đến, Phùng Lộ ngay lập tức vui vẻ đón, thị trưởng Trương, anh đến rồi. Trương Dương cười hà hà nói, lâu lắm không đến nhà cô ăn thịt nướng, thật là thèm. Hắn chỉ Khưu Kim Trụ nói, tối nay Khưu cục mời. Có gì ngon cô cứ đưa lên đây. Mã Thiên Du đang sâu thịt lợn, đứng ở trước bàn nướng cười chào, thị trưởng Trương, mời anh ngồi trước, đợi một chút tôi xong rồi sẽ đến nói chuyện với anh, Tiểu Lộ, mau sắp bàn cho mấy vị khách quý. Lý Đương Dương bên đó cũng đứng dậy chào Trương Dương. Trương Dương cười nói, Lý Đương Dương, cậu được lắm, vết thương đã khỏi chưa? Lý Đương Dương xấu hổ cười, lúc đầu họ đi đòi công bằng cho Dương Văn Nguyệt, suýt nữa thì xe bị lật. May mà Trương Dương kịp thời đến, họ mới thoát chết. Lý Đương Dương nói, cảm ơn thị trưởng Dương, chúng tôi đều không sao. Trương Dương nói, bạn gái cậu thế nào? Lý Đương Dương đỏ mặt, dù sao thì anh ta cũng vừa tốt nghiệp cấp 3, mặc dù có tình cảm ngầm với Dương Văn Nguyệt, nhưng quan hệ này dù sao thì cũng vẫn chưa nói rõ, khỏe rồi, đã xuất viện về nhà rồi. Trương Dương nói, cậu thi trường nào? Khoa Trung trường Đại học Thanh Hoa. Trương Dương gật đầu. Cùng ngồi xuống với Trình Diễm Đông và Khưu Kim Trụ, Thường Lăng Phong không đi theo, anh ta không thích những nơi đầy khói thế này. Khi Khưu Kim Trụ gọi món, Phùng Lộ đến trước mặt Trương Dương nói, thị trưởng Trương, báo cho anh một tin tốt lành, tôi đã đỗ vào Đại học Y Khoa rồi. Trương Dương cười nói, tốt lắm, sắp đi học rồi đúng không? Đến đại học thì phải học tập cho tốt, phấn đấu để nâng cao sức khỏe toàn dân. Mấy người đều cười, câu này của Trương Dương thật là hầm hố. Mã Thiên Du mang lên cho Trương Dương một cân thịt nướng, Khưu Kim Trụ nói, thầy Phùng, gần đây có ai đến gây phiền phức cho anh nữa không? Phùng Thiên Du lắc đầu nói, không có nữa rồi, họ đều biết Khưu cục thường đến đây, ai cũng chẳng dám đến đây gây sự. Trương Dương cầm cốc rượu lên,
Cụng Ly với Trình Diệm Đông nói, nghe nói anh phá được mấy vụ án rồi, chúc mừng. Trình Diệm Đông nói, chẳng phải là vì mọi người giúp hay sao, năng lực của một người dù sao cũng là có hạn, tôi và Kim Trụ kết hợp rất ăn ý. Khưu Kim Trụ gật đầu liên tiếp, sau khi Trương Dương dọn Triệu Quốc Đống ra khỏi đội ngũ công an, hệ thống công an Phong Trạch đã hoàn toàn thay đổi, Trình Diệm Đông không những có năng lực phá án xuất chúng, hơn nữa còn có năng lực quản lý xuất chúng, nắm vững kỷ luật trong nội bộ công an, điều chỉnh kết cấu cán bộ, làm cho hệ thống công an của Phong Trạch đi theo một con đường mới. Khưu Kim Trụ nói, nghe nói thị trưởng Trương gạt cả cục trưởng công an thành phố Nam thích rồi. Trương Dương cười nói, đâu mà, tôi là cán bộ của Phong Trạch, ai mà có bản lĩnh gạt người ta ra chứ? Những lời đồn ở ngoài các anh đừng tin. Trình Diệm Đông nói, thị trưởng Trương, tôi nghe nói, vinh cục của chúng ta sắp thăng chức rồi, không biết tin này có tin được hay không? Trương Dương đã nghe qua tin này, Vinh Bằng Phi và Đường Hưng Sinh lúc đầu là người lựa chọn cho phó thính trưởng thính công an tỉnh. Giờ đây vì Đường Hưng Sinh tham ô bị phạt, Vinh Bằng Phi đã trở thành sự lựa chọn duy nhất của chức đó, từ một phương diện nào đó mà nói, Trương Dương đã giúp đỡ Vinh Bằng Phi. Nhưng những chuyện bên trên, một ngày không có văn bản, thì chẳng thể xác nhận được, Trương Dương nói, tôi cũng nghe nói rồi, có điều sự việc này vẫn chưa được chứng thực, năng lực của Vinh Cục ở đó, thăng cấp là việc sớm muộn thôi. Chương 428, giai đoạn đầu chuẩn bị. Phùng Lộ đích thân nướng sườn dê đưa đến. Cười ngọt ngào nói, thị trưởng Trương nếm thử xem. Trương Dương cười nói, về sau không ăn được thịt nướng của cô nữa rồi. Mã Lộ nói, có cơ hội đấy. Trương Dương nói, đúng là có thật, đợi khi nào tôi đến Bắc Kinh, tôi sẽ đi thăm cô. Mã Lộ nhẹ nhàng nói, thị trưởng Trương nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé. Mã Thiên Du đưa ớt xanh nướng đến, vừa vặn nghe thấy, anh ta mắng, nhà đầu này, con nói gì thế, chẳng biết trên biết dưới gì cả. Trương Dương cười ha ha nói, không sao, không sao, Mã Lộ nói như vậy mới tốt, làm người phải thẳng thắn, đừng có để việc gì cũng phải giấu giếm là không hay. Mã Thiên Du đặt đồ xuống, rút thuốc lá đưa cho bọn họ, Trương Dương không hút, nhưng Trình Diệm Đông và Khưu Kim Trụ đều là tay nghiện thuốc cả, hai người nhận lấy thuốc hút, Trương Dương nói thầy Phùng cũng ngồi xuống uống vài chén đi. Hắn chỉ là nói câu nói khách khí mà thôi, trước đó cũng thường nói như vậy, nhưng lần này Phùng Thiên Du lại kéo ghế xuống ngồi. Rót một cốc rượu uống một chén cùng họ, thấp giọng nói, thị trưởng Trương, tôi nghe nói, trường nhất trung Phong Trạch được tư nhân mua lại rồi. Trương Dương hơi ngớ người với câu hỏi của anh ta, ngay lập tức đã hiểu ra, điều Phùng Thiên Du nói là việc phân trường của An Ngữ Thần. Trương Dương cười nói, không phải là tư nhân mua lại, mà là tư nhân đầu tư, làm giáo dục tốt hơn, mục đích là để làm nhất trung Phong Trạch ngày càng tốt hơn. Anh yên tâm đi, về sau đãi ngộ của các anh sẽ ngày càng tốt hơn, thu nhập ngày càng cao hơn. Phùng Thiên Du nghe Trương Dương nói như vậy cũng thở phào một hơi, anh ta cười ngại ngùng, tôi còn tưởng về sau phải làm việc cho ông chủ tư nhân kia. Trương Dương nói, đó là hai việc khác nhau, chủ yếu là mở trường chi nhánh, mở rộng phạm vi chiêu sinh, làm lớn mạnh thực lực của Phong Trạch nhất trung, làm càng nhiều trẻ em có thể tiếp cận được nền giáo dục tốt, về sau mô hình này chúng tôi sẽ còn mở rộng ra xã hội nữa. Trình Diệm Đông nói, hai người con gái của thầy giáo Phùng thật là xuất sắc. Tôi thấy anh nên mở một cuộc tọa đàm kinh nghiệm giáo dục, nói với mọi người anh làm thế nào có thể giáo dục được con gái. Phùng Thiên Du khiêm tốn nói, mấy đứa trẻ tự nó hiểu chuyện, tôi chẳng giúp được gì cho chúng. Lúc này, lại có khách đến, Phùng Thiên Du vội đứng dậy chào. Người đến là người quen, em gái của Tạ Đức Tiêu Tạ Quân Sước. Tạ Quân Sước thấy Trương Dương cũng vui mừng, thị trưởng Trương, cục trưởng Trình, mọi người cũng đến đây ăn thịt nướng à. Lúc này đám Trương Dương mới nhận ra là Tạ Quân Sước, Trương Dương cười gật đầu với cô ấy. Tạ Quân Sước vốn muốn mua mấy xiên thịt dê thôi, nhưng nhìn thấy Trương Dương ngay lập tức thay đổi ý định, cô nói với Phùng Thiên Du, thầy giáo Phùng, hôm nay tính tiền cho tôi nhé. Cô ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, mỉm cười nói, có hoan nghênh tôi tham dự vào không? Trương Dương cười gật đầu, hoan nghênh. Tạ Quân Sước đã cắt tóc ngắn, mặc áo phông, quần bò, trông rất khỏe khoắn. Trên chiếc áo của cô còn một ít sơn, Tạ Quân Sước giải thích, tôi vừa từ chỗ công trình về, bẩn chết được. Từ lúc anh cô là Tạ Đức Tiêu vào tù, Tạ Quân Sước đã tiếp nhận việc quản lý công ty kiến trúc, cô là một cô gái mạnh mẽ, bất cứ việc gì cũng không dễ dàng chịu thua. Với sự nỗ lực của cô, việc quản lý công ty kiến trúc cũng dần đi vào quỹ đạo, việc làm ăn rất tốt, còn tốt hơn cả khi Tạ Đức Tiêu còn ngồi ghế. Tạ Quân Sước uống mấy cốc bia, rồi nói với Trương Dương, thị trưởng Trương, chúc mừng anh được thăng chức. Trương Dương cười nói, cô nghe được tin ở đâu thế?
Tạ Quân Sước nói, thị trưởng Trương đừng quên, giờ đây tôi là thương nhân công trình, điều tôi quan tâm nhất là những tin tức như thế này. Cô cầm cốc rượu lên nói, thị trưởng Trương, tôi kính anh một ly, sau hạng mục sân bay mới, anh là phó thị trưởng Phong Trạch, nhất định phải quan tâm đến những doanh nghiệp ở Phong Trạch như chúng tôi, những công trình lớn chúng tôi làm không nổi, nhưng những công việc nhỏ như xây tường bao ngoài, đào đường nước thì chúng tôi làm thừa. Trương Dương cười ha ha nói, được được, tôi đã biết thừa chẳng có cái gì tự rơi từ trên trời xuống, cô mời tôi ăn thịt nướng, mục đích là để kiếm mối làm ăn à. Tạ Quân Sước hơi đỏ mặt, cô vội vàng lắc đầu nói, không phải, không phải, tôi mời mọi người ăn thịt nướng và việc làm ăn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trình Diệm Đông và Khưu Kim Trụ đều cười. Tạ Quân Sước bĩu môi, trông cô rất dễ thương, cô trách thị trưởng Trương toàn hiểu nhầm ý của người khác, vậy được, về sau ấy à. Tôi nhìn thấy anh là tôi trốn xa ngay. Trương Dương cũng hiểu được tính của Tạ Quân Sước, nhà đầu này mặc dù không lớn, nhưng đầu óc rất tinh nhanh, làm việc gì rất chu toàn quyết đoán. Trương Dương vẫn nhớ lần đầu họ gặp mặt, Tạ Quân Sước vì cứu anh trai cô ta là Tạ Đức Tiêu, đã bày mưu muốn ép hắn rơi vào đó, nghĩ đến đây Trương Dương chợt thấy buồn cười. Tạ Đức Quân dường như ý thức được điều gì đó từ nụ cười của Trương Dương, mặt cô cảm thấy rất nóng, mỗi lần nhìn thấy Trương Dương, cô đều nghĩ lại lần đầu tiên gặp hắn. Mỗi lần nghĩ đến việc này, Tạ Đức Quân liền cảm thấy ngại ngần. Trương Dương nói, có một công trình đấy, đầu tiên phải xây đu uối bộ chỉ huy hiện trường của sân bay, nếu như cô có hứng thú thì giao cho bên cô làm. Tạ Quân Sước mừng rỡ nói, thật sao? Trương Dương cười đáp, tôi đã bao giờ nói dối cô chưa? Cảm ơn thị trưởng Trương. Tạ Quân Sước cầm cốc rượu lên mời hắn. Trương Dương uống sạch cốc rượu, hắn nhìn thời gian rồi nói, không còn sớm nữa rồi chúng ta nên nghỉ ngơi thôi, thầy Phùng, cho chúng tôi mấy bát mì nào. Thẩm Khánh Hoa không vui vẻ gì, trong cuộc họp thường ủy, tất cả các thường ủy đều nhận ra điều đó qua nét mặt hầm hầm của y, thành phố quyết định xây dựng sân bay mới ở Phong Trạch là một chuyện tốt, nhưng quyền điều độ chỉ huy sân bay mới lại rơi vào trong tay Trương Dương. Trước mắt, Trương Dương đang tích cực chuẩn bị việc của Bộ Chỉ huy, Tôn Đông Cường đã được mời vào trong Bộ Chỉ huy, Phó Thị trưởng Thường vụ Trần Gia Niên cũng nhận được lời mời. Thậm chí cả phó thị trưởng Kim Lỗi cũng được mời. Y là người đứng đầu Phong Trạch, là bí thư thị ủy Phong Trạch mà lại bị Trương Dương coi như không vậy, thậm chí hắn còn không thèm mời y vào, sự buồn bã và phẫn nộ trong lòng Thẩm Khánh Hoa hoàn toàn có thể hình dung ra được. Y cho rằng Trương Dương đang cố ý dùng cách này để báo thù mình, có thể dự kiến rằng, mấy năm sau, hạng mục sân bay mới sẽ trở thành trung tâm được chú trọng của Phong Trạch thậm chí là của cả Giang Thành, còn y lại bị bỏ mặc ở ngoài. Là địa chủ, đây là điều làm cho Thẩm Khánh Hoa không thể chấp nhận được. Sự phản cảm của Thẩm Khánh Hoa với Trương Dương đã lan sang cả việc bài từ hạng mục công trình sân bay mới, trong lúc y nhắc nhở khái quát công tác trọng điểm gần đây của Phong Trạch, đã vô tình hay hữu ý bỏ qua việc kiến thiết sân bay mới. Thẩm Khánh Hoa không nhắc đến, Tôn Đông Cường không thể không nhắc, khi Thẩm Khánh Hoa phát ngôn xong, y hỏi như thường lệ các vị còn có gì muốn bổ sung không? Tôn Đông Cường nói, tôi nói vài câu. Thẩm Khánh Hoa chau mày, tên này ngày càng ra mẽ rồi, từ lúc Trương Dương đến Phong Trạch, dường như Tôn Đông Cường được tiêm thuốc kích thích vậy, rõ ràng đã đứng về phía đối lập với y, Thẩm Khánh Hoa thậm chí cảm giác được rằng, giữa gã và Trương Dương dường như đã hình thành mối quan hệ đồng minh, trong mắt Thẩm Khánh Hoa, Tôn Đông Cường và Trương Dương là hai người ngoại lai, họ xông vào phạm vi thế lực của y, xông vào sân nhà của y, giờ đây đang từng bước xâm chiếm địa bàn của y. Tôn Đông Cường nói, vừa nãy bí thư Thẩm đã nói những công tác trọng điểm gần đây của Phong Trạch chúng ta, nhưng lại quên mất một việc quan trọng nhất, việc này không những là việc lớn của Phong Trạch, mà cũng là việc lớn của cả Giang Thành, tôi nghĩ mọi người đều đoán được, đó chính là công trình xây dựng sân bay mới. Tất cả thường ủy đều không nói gì, ai cũng đều nhận ra Tôn Đông Cường đang làm khó Thẩm Khánh Hoa trước mặt mọi người, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng, cách làm vừa rồi của Thẩm Khánh Hoa đúng là thiếu suy nghĩ, dù là y không hài lòng với hạng mục sân bay mới. Nhưng cũng không nên quên mất việc quan trọng như vậy, trọng điểm công tác gần đây chẳng hề đề cập đến nửa chữ sân bay, thật là nực cười, làm như vậy rõ ràng đã lòi điểm yếu cho người khác nắm rồi, bí thư Thẩm giàu kinh nghiệm vậy mà lại phạm phải lỗi lầm cấp thấp như vậy. Thẩm Khánh Hoa nói, việc công trình sân bay chúng ta sẽ nói sau. Y ngắt lời Tôn Đông Cường chẳng hề khách khí. Tôn Đông Cường nói, tại sao phải đề đến về sau cơ chứ? Chẳng lẽ công trình sân bay mới không liên quan gì đến Phong Trạch sao? Thẩm Khánh Hoa nói, lãnh đạo cấp trên đã có sắp xếp chuẩn bị cho hạng mục sân bay mới, chính phủ địa phương chúng ta chỉ có tác dụng phối hợp mà thôi, chúng ta phải làm rõ chức trách của mình.
Tôn Đông Cường nói, Bí thư Thẩm, tôi cảm thấy thái độ của ông đối với hạng mục công trình sân bay mới là không tích cực. Trước mặt tất cả các thường ủy, Tôn Đông Cường đã nhắc ý kiến với Thẩm Khánh Hoa. Điều này là điều chưa từng phát sinh trong cả quá trình làm việc của Thẩm Khánh Hoa. Thẩm Khánh Hoa nói, đồng chí Đông Cường, thời đại đổ oan cho nhau đã qua từ lâu rồi, tôi vẫn nói câu như vậy, hạng mục sân bay mới đã có cấp trên sắp xếp chuẩn bị, chỉ cần chính phủ địa phương chúng ta phối hợp thôi, chúng ta sẽ hết sức cố gắng phối hợp. Anh đừng quên, bản thân anh là thị trưởng của Phong Trạch, việc đầu tiên anh cần phải làm là làm tốt những công việc của thành phố Phong Trạch, còn về việc xây dựng sân bay mới. Thành phố đã sắp xếp một nhóm lãnh đạo rồi, chúng ta không tiện nhúng tay vào, đúng không? Tôn Đông Cường cười lạnh lùng nói, ý của Bí thư Thẩm là, chúng ta coi như hạng mục sân bay mới chưa từng xảy ra ở Phong Trạch sao? Thẩm Khánh Hoa đã hơi tức giận, y lớn tiếng nói, tôi có nói như vậy sao? Ý của tôi là cần phải làm rõ quyền lực và chức trách của mình, hạng mục sân bay mới xảy ra ở Phong Trạch điều đó không sai, nhưng cần phải phục tùng những sắp xếp của lãnh đạo cấp cao, chủ nhiệm Triệu là phó tổng chỉ huy của hạng mục sân bay mới. Nhưng điều này không có nghĩa là anh có thể tham gia vào tầng lớp quản lý của hạng mục sân bay. Câu này của Thẩm Khánh Hoa hơi quá đáng rồi, y đã trực tiếp nói ra quan hệ giữa Triệu Dương Lâm và Tôn Đông Cường, ý là Tôn Đông Cường nhà anh đừng ỷ thế có bố vợ là người đứng đầu mà dương dương tự đắc. Tôn Đông Cường hơi đỏ mặt, điều gã kỵ nhất là có người nói về chuyện của bố vợ gã, sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn, mà Thẩm Khánh Hoa lại chạm vào giới hạn đó của Tôn Đông Cường. Tôn Đông Cường nói, Bí thư Thẩm, chắc ông chưa biết. Tôi đã nhận được lời mời của bên sân bay mới rồi, giờ đây tôi là một trong những thành viên của Ủy ban Tổ kiến thiết sân bay, Phó Thị trưởng Trần cũng vậy, chúng tôi đều đã tham gia vào tầng quản lý của hạng mục sân bay rồi. Khuôn mặt đỏ của Thẩm Khánh Hoa ngay lập tức trở thành xanh như đít nhái, y lạnh lùng nhìn Tôn Đông Cường, tên này thật là kiêu ngạo, những lời nói của gã có ý gì cơ chứ? Rõ ràng gã đang nói rằng y đã bị đẩy ra ngoài lề trong hạng mục lần này. Phó Thị trưởng Thường vụ Trần Gia Niên cũng ở đó. Lúc này gã có cảm giác như ngồi trên đống lửa vậy, Tôn Đông Cường cũng thật là mâu thuẫn giữa gã và Bí thư Thẩm, hà cớ gì phải kéo mình vào chứ, những cảm nghĩ của Bí thư Thẩm, Trần Gia Niên hiểu rất rõ, giờ đây y bị đẩy ra ngoài hạng mục sân bay mới, rõ ràng là do Trương Dương cố ý lợi dụng chuyện này để cô lập y, Thẩm Khánh Hoa là người rất ưa sĩ diện, sự việc lần này đối với y rõ ràng là một sự sỉ nhục lớn. Thẩm Khánh Hoa nói, mọi người đều biết. Lãnh đạo cấp trên đã giao quyền chỉ huy hạng mục sân bay mới này cho Phó Thị trưởng Trương Dương, chúng ta cần phải toàn lực phối hợp với Phó Thị trưởng Trương, để anh ấy có thể làm tốt được công tác xây dựng sân bay mới, tôi đề nghị đưa những công tác trước đó anh ấy quản lý tạm thời giao cho Phó Thị trưởng Lâu Quang Lượng phụ trách. Thẩm Khánh Hoa đã vô cùng tức giận, không thèm nể mặt đám thanh niên này, họ thật sự tưởng rằng ta đã già, các người chẳng phải muốn toàn tâm toàn ý ủng hộ cho công tác xây dựng sân bay mới hay sao? Thế thì ta cứ thuận nước đẩy thuyền. Dành hết tất cả quyền lực của Trương Dương ở Phong Trạch. Thị trưởng Tôn Đông Cường rất cứng rắn, gã nói rõ ràng từng chữ một, tôi thấy Lâu Quang Lượng không được. Thẩm Khánh Hoa nói, đồng chí Lâu Quang Lượng đã là một đồng chí lão thành có kinh nghiệm nhiều năm, tôi nhìn thấy từng bước phát triển của anh ấy, đồng chí Lâu Quang Lượng có tính trách nhiệm rất cao, lại vô cùng liêm khiết, kinh nghiệm công tác phong phú, và cũng rất thành thục về chính trị. Bí thư Kỷ ủy Triệu Kim Phân nói, tôi tán đồng ý kiến của đồng chí Thẩm Khánh Hoa. Phó Thị trưởng Thường vụ Trần Gia Niên chẳng có thái độ gì, mặc dù giữa gã và Lâu Quang Lượng không có mâu thuẫn gì, nhưng cách làm này của Thẩm Khánh Hoa rõ ràng là muốn cướp đi quyền lực của Trương Dương, bản thân gã không thích hợp để đưa ra ý kiến. Gã không hề tán thành với cách làm của Thẩm Khánh Hoa, Trương Dương đâu phải là loại người dễ bắt nạt như vậy, Thẩm Khánh Hoa làm như vậy rõ ràng là không hề đúng đắn chút nào. Tôn Đông Cường nói, tôi không đồng ý. Tất cả mọi người đều đờ ra. Sự cứng rắn giờ đây của thị trưởng Tôn Đông Cường hoàn toàn khác hẳn với sự khiêm nhường lúc đầu hắn mới đến đây. Thẩm Khánh Hoa nói, thế thì cứ giơ tay biểu quyết đi. Đây là một chiêu sát thủ của y, trong thường ủy y có ưu thế tuyệt đối, chỉ cần giơ tay biểu quyết, sự phản đối của Tôn Đông Cường chẳng hề có tác dụng gì hết. Tôn Đông Cường nói, trước khi mọi người giơ tay biểu quyết, tôi muốn nói một chuyện. Gã dừng một lúc, ánh mắt nhìn Thẩm Khánh Hoa. Thẩm Khánh Hoa đã nhận ra ý thách thức trong ánh mắt đó. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ gã thật sự đã nắm được chuyện gì quan trọng rồi sao? Tôn Đông Cường nói, thời gian trước, tôi nhận được một lời báo cáo, nội dung là về một vị phó thị trưởng nào đó của chúng ta, trong thời gian tham quan học tập ở Hồng Kông Ma Cao đã đến sòng bạc của Ma Cao đánh bạc, số lượng đánh bạc lần đó và ảnh hưởng xấu của nó thật sự làm người ta kinh ngạc. Tất cả mọi thường ủy đều im lặng,
ai cũng biết rằng điều đó có nghĩa là gì. Tôn Đông Cường nói, tôi đã có chứng cứ xác thực, người này chính là phó thị trưởng Lâu Quang Lượng, cũng chính là đồng chí Lâu Quang Lượng mà một vài lãnh đạo nào đó cho rằng là người có trách nhiệm, liêm khiết thanh minh, thành thục chính trị. Khi nói chuyện, ánh mắt của gã không rời khỏi Thẩm Khánh Hoa. Lòng Thẩm Khánh Hoa như bị đánh một roi thật mạnh, y cảm thấy choáng váng, hai tay nắm lấy chiếc ghế, y không thể tin được, nhưng Tôn Đông Cường lại nói chắc nịch như vậy, nhất định đã có chứng cứ rõ ràng, tên này thật là thâm. Lâu Quang Lượng đến Hồng Kông Ma Cao tham quan học tập đã là việc năm ngoái rồi, Tôn Đông Cường biết rằng đã là một thời gian không ngắn, tại sao còn phải nói chuyện này ra vào lúc này, rõ ràng gã đang làm khó y trước mặt mọi người. Thẩm Khánh Hoa nói, đồng chí Đông Cường, có vài việc nhất định phải có bằng chứng thật sự. Tôn Đông Cường nói, tôi đã nói rồi, tôi nắm trong tay bằng chứng xác thực. Thẩm Khánh Hoa đã mất đi dũng khí vừa rồi, y thấp giọng nói, sự việc này về sau sẽ thảo luận riêng một chút. Đồng chí Đông Cường, anh chỉnh lý lại những chứng cứ liên quan, rồi đưa cho kỷ ủy xử lý. Tôn Đông Cường nói, tôi sẽ y giao cho kỷ ủy thành phố Giang Thành. Thẩm Khánh Hoa phẫn nộ nhìn Tôn Đông Cường, Tôn Đông Cường nhìn Thẩm Khánh Hoa rất bình tĩnh, ánh mắt của hai người nhìn nhau phải được nửa phút, rồi cuối cùng Thẩm Khánh Hoa đã chịu thua trước, y mệt mỏi nói, tan họp. Tất cả thường ủy tham dự đều âm thầm rời khỏi phòng FOP. Phó thị trưởng thường vụ Trần Gia Niên và thư ký trưởng thị ủy Tề Quốc Viễn đi rất gần, hai người cùng đến phòng làm việc của Tề Quốc Viễn. Tề Quốc Viễn pha hai cốc trà, họ cầm cốc trà đứng ở trước cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy thị trưởng Tôn Đông Cường đang bước từng bước lớn về phòng làm việc chính phủ thành phố. Tề Quốc Viễn thở dài, Trần Gia Niên cũng thở dài theo. Tề Quốc Viễn nói, Lâu Quang Lượng sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, người này quá tham lam. Trần Gia Niên nói, bí thư Thẩm già rồi. Hai người nói không cùng một người, nhưng trong lòng lại nghĩ đến cùng một chuyện. Tề Quốc Viễn nhấm một ngụm trà rồi nói, thị trưởng Tôn thật là biết chọn đúng lúc này để nói chuyện của Lâu Quang Lượng ra, đồng nghĩa với việc tát vào mặt bí thư Thẩm trước mặt mọi người. Trần Gia Niên cười khổ hạnh nói, bí thư Thẩm thật sự chẳng sáng suốt trong việc xử lý sân bay mới gì hết, Phong Trạch có lớn đến mấy cũng chẳng thể lớn hơn Giang Thành, việc Giang Thành đã giao cho. Dù là việc bé như con kiến cũng phải nhắc đến trong trọng điểm của cuộc họp thường ủy, mà ông ấy lại không hề nhắc đến, đồng nghĩa với việc giao điểm yếu của mình cho người khác. Tề Quốc Viễn nói, người ta không thể nào giận dữ được, khi giận dữ sẽ dễ ra nhầm chiêu, Trương Dương mời nhiều người như vậy tham gia vào ủy viên tổ kiến thiết sân bay, mà lại không mời bí thư Thẩm, mục đích của anh ta chính là làm bí thư Thẩm tức giận. Trần Gia Niên nói, bí thư Thẩm tức giận cũng là điều khó tránh. Nhưng lại muốn tước hết tất cả quyền lực của Trương Dương. Tề Quốc Viễn cũng nghĩ như vậy, gã cảm thán đáp, Trương Dương chỉ là một người khách qua đường mà thôi, mảnh đất Phong Trạch này không thể giữ chân con rồng như anh ấy được, Tôn Đông Cường mới là người đứng đầu Phong Trạch. Trần Gia Niên nói, Phong Trạch này của chúng ta về sau thật là không có những ngày tháng yên bình rồi. Cùng ngày hôm đó, Lâu Quang Lượng đã bị bắt, việc này đối với Lâu Quang Lượng mà nói là một việc hết sức ngạc nhiên. Gã không thể ngờ được rằng sự việc đánh bạc ở Ma Cao năm ngoái giờ đây lại bị lôi ra, đứng trước mặt chứng cứ, Lâu Quang Lượng không thể chối cãi được gì, chỉ có thể cúi đầu nhận tội. Sự việc này gây nên ảnh hưởng rất lớn đối với Phong Trạch, Lâu Quang Lượng là cán bộ lớn nhất bị ép xuống ngựa trong những năm gần đây của Phong Trạch. Trước đó, Cục trưởng Công an Triệu Quốc Đống, Hiệu trưởng Nhất Trung Phong Trạch Mạnh Tông Quý, Cục trưởng Giáo dục Lưu Cường đều đã lần lượt xảy ra chuyện, những người này đều có một điểm chung. Đó là đều là cán bộ do một tay bí thư Thẩm Khánh Hoa đưa lên, điều này làm cho mọi người nghi ngờ về chính Thẩm Khánh Hoa. Trước kia, Thẩm Khánh Hoa luôn được tất cả mọi người biết đến như một hiện tượng về sự thanh liêm, nhưng sự xuống ngựa của Lâu Quang Lượng làm cho tất cả những lời của y nói đều trở thành trò cười cả. Trong ngôi nhà xem chừng rất thanh bần của Lâu Quang Lượng, đoàn thanh tra đã tìm được 1.110.000 tệ tiền mặt. Việc này làm chấn động cả lãnh đạo Giang Thành, bí thư thị ủy Đỗ Thiên Dã phê bình Thẩm Khánh Hoa một trận không thương tiếc về chuyện này. Một ý kiến đã nổi lên trong toàn dân, Trương Dương đi đến đâu, ở đó có cán bộ xuống ngựa, việc này càng đồn càng huyền ảo. Trương Dương lần này đang chạy giữa hai bên Giang Thành và Phong Trạch, để chuẩn bị cho việc sân bay mới, phương án đấu thầu đã được hoạch định, Đỗ Thiên Dã mặc dù là tổng chỉ huy của hạng mục sân bay mới. Nhưng gã cũng chỉ là để góp danh mà thôi, nhất định không hỏi gì về công tác thực tế. Chủ nhiệm nhân đại Triệu Dương Lâm là phó chỉ huy, y hiểu rằng mục đích của việc Đỗ Thiên Dã kéo y vào việc này, là để phân kỳ y và Tả Viên Triều. Triệu Dương Lâm là người sắp về hưu, ông ta nhìn thấu rất nhiều sự việc,
điều y mong muốn nhìn thấy đó là con rể của y là Tôn Đông Cường có thể bước lên vị trí bí thư thị ủy Phong Trạch, y coi chuyện này làm nguồn sống cho sinh mạng chính trị của mình. Còn về việc cuộc đấu tranh giữa Đỗ Thiên Dã và Tả Viên Triều, y chẳng có mấy hứng thú, mặc dù lúc đầu người gây mâu thuẫn là y, nhưng sự việc không ngừng thay đổi, Triệu Dương Lâm cần phải lợi dụng thời gian chẳng còn nhiều này, cố gắng hết sức để dành những điều kiện thuận lợi cho con rể của mình, giành được nhiều lợi ích về mặt chính trị. Với một tâm lý như vậy, trong việc xây dựng công trình sân bay mới, đương nhiên sẽ không giúp đỡ gì quá nhiều. Thu hoạch nhiều nhất là, thông qua sự việc này, quan hệ giữa y và Trương Dương đã được cải thiện khá nhiều. Trương Dương vẫn rất tôn trọng đồng chí Lão Thành, mỗi lần đưa ra một phương án, hắn liền đến báo cáo với Triệu Dương Lâm, trưng cầu ý kiến của Triệu Dương Lâm. Triệu Dương Lâm cười đáp, Tiểu Trương, cậu không cần phải hỏi tôi, nhiệm vụ của thành phố đưa cho tôi chính là làm hộ giá cho cậu, sự việc cụ thể vẫn phải do cậu làm, tôi đã là người sắp về hưu đến nơi rồi, giờ đây điều tôi có thể làm là làm cố vấn thôi, còn những việc cụ thể tôi cũng chẳng giúp được gì. Đây là chỗ khôn khéo của Triệu Dương Lâm, muốn gây ít mâu thuẫn với Trương Dương, thì cần phải bỏ chút quyền lực, những gì phải bỏ thì nên bỏ, đây chính là cảnh giới cơ bản của một người lãnh đạo. Trương Dương cười nói, chủ nhiệm Triệu, người như tôi hoang dã quen rồi, không có ông đứng sau, tôi sợ tôi chạy nhanh quá xa quá, đến lúc đó lại phạm sai lầm. Triệu Dương Lâm cười ha ha nói, thời đại bây giờ rồi, đã là thời cải cách mở cửa, hy vọng những người trẻ tuổi như các cậu có thể chạy càng xa càng tốt. Càng nhanh càng tốt. Khi nói chuyện, y liếc mắt sang tờ danh sách ủy ban tổ kiến thiết do Trương Dương đưa đến, phát hiện tên con rể mình Tôn Đông Cường nằm ở chỗ rất dễ phát hiện, trong lòng cảm thấy ấm áp. Trương Dương cũng rất biết cách làm việc, có điều Triệu Dương Lâm ngay lập tức nghĩ đến sự kỳ diệu trong đó, danh sách này không có tên của bí thư thị ủy Phong Trạch Thẩm Khánh Hoa, ngay cả danh sách cố vấn cũng không có y, Trương Dương đang giở thủ đoạn ở đây, Triệu Dương Lâm biết mà cố tình hỏi tại sao không có tên của bí thư Thẩm. Trương Dương nói, tôi không thích người này, quá chuyên quyền, cách quản lý lạc hậu, ở Phong Trạch ông ta luôn lấy người quen và người nhà lên làm cán bộ, mà còn tự cho rằng mình thanh liêm, ông ấy có thanh liêm hay không thì tôi không biết, nhưng đám quan thần do ông ấy để bạt lên đều là người không ra gì cả. Triệu Dương Lâm nói, người ta đã già rồi, nên đầu óc cũng trở thành cứng nhắc, đương nhiên nhìn nhận vấn đề sẽ hẹp đi, nhầm lẫn giữa khái niệm của công gia và tư gia, nhưng nếu cứ coi đó là nhà của mình là không được rồi. Y mỉm cười rồi nói, giờ đây mọi người đều bảo cậu là khắc tinh của tham quan, cậu đi đến đâu, chỗ đó liền có quan xuống ngựa. Trương Dương cười nói, chủ nhiệm Triệu, ông đừng nói tôi vậy, lần này Lâu Quang Lượng xuống ngựa không có liên quan gì đến tôi, mà là công lao của thị trưởng Tôn. Người khác không rõ, Triệu Dương Lâm thì không thể không rõ, Tôn Đông Cường đương nhiên không hề giấu y chuyện này, tư liệu tham ô của Lâu Quang Lượng là do Trương Dương đưa cho gã, về sự việc này. Tôn Đông Cường đã bị Trương Dương lợi dụng, có điều, Tôn Đông Cường cam tâm bị lợi dụng, vì việc này có thể nâng cao uy tín của gã trong tầng lớp lãnh đạo Phong Trạch, làm cho gã dần chiếm ưu thế so với Thẩm Khánh Hoa. Đây là một bước khởi đầu tốt đẹp, cũng là một bước tiến quan trọng của Tôn Đông Cường đến cái ghế bí thư thị ủy. Triệu Dương Lâm cười nói, Tiểu Trương, hợp tác với Đông Cường vui vẻ chứ? Trương Dương gật đầu nói, thị trưởng Tôn và tôi có rất nhiều điểm tương đồng về quan điểm chính trị. Điểm tương đồng lớn nhất của chúng tôi là phải làm thế nào để làm Phong Trạch tốt hơn, làm cho thể chế Phong Trạch trở nên công chính, chứ không phải chỉ là nói chơi. Triệu Dương Lâm nói, tôi rất xem trọng sự mạnh mẽ và mạnh dạn của người trẻ tuổi, làm cho tốt vào, tôi nhất định sẽ toàn sức toàn lực ủng hộ cho công tác của cậu. Câu này đã biểu lộ rõ thái độ rồi. Phương án thiết kế sân bay mới đã được đưa ra từ lâu, nhưng thiết kế có tốt đến mấy chăng nữa nhưng thật sự đi vào làm việc vẫn gặp phải vấn là tiền. Trương Đại Quan dù có thần thông quảng đại đến mấy cũng không thể biến ra một cái sân bay được. Trương Dương cần phải có tiền, cần tiền là phải đi đến bí thư thị ủy. Đỗ Thiên Dã nhìn thấy Trương Dương liền nở nụ cười rạng rỡ. Đóng cửa phòng lại, Trương Dương đương nhiên chẳng kiêng kỵ gì nữa, tên này nói chuyện rất thẳng thắn, bí thư Đỗ, tôi đến đây để đòi tiền anh. Đỗ Thiên Dã nói, công tác chuẩn bị của cậu tiến hành đến đâu rồi? Trương Dương nói, có gì mà phải chuẩn bị? Chẳng phải chỉ là mời lãnh đạo, chuyên gia đến cùng họp, rồi định phương án thiết kế hay sao, làm việc đấy đã hàng trăm lần rồi, phương án đã có từ đời nào, việc thu hồi đất đã giao cho bên Phong Trạch, anh đã ra cho tôi một mệnh lệnh, bảo tôi phải làm xong công tác chuẩn bị trong năm nay, khởi công đúng hạn, phương án đấu thầu tôi cũng chuẩn bị xong cả rồi, nhưng tiền đâu? Một công trình lớn như sân bay thế này, mười mấy trăm triệu, anh không thể chỉ hy vọng vào tôi chứ?
Đỗ Thiên Giã cười rất ấm áp. Trương Dương nói, này, anh nghiêm túc tí có được không hả? Giờ đây chúng ta đang bàn công việc đấy, tiền, tôi cần tiền. Đỗ Thiên Giã nói, đồng chí Tiểu Trương à, tình hình của thành phố cậu cũng không phải là không biết, bên tài chính thiếu thốn lắm. Trương Dương nói, bí thư Đỗ, đừng vòng vo tam quốc với tôi, anh nói trắng ra đi, anh có thể đưa cho tôi bao nhiêu tiền? Số tiền lúc đầu anh hứa đưa cho tôi có thể thực hiện được bao nhiêu? Từ lúc anh tuyên bố tôi phụ trách sân bay mới, tôi là việc gì cũng chỉ dựa vào miệng mà thôi, đến giờ, tôi chẳng có tí tiền nào. Đỗ Thiên Giã nói, này cậu còn ra thể thống gì không vậy? Cả ngày cứ tụng tiền tiền tiền, cậu mà là đảng viên, mà là cán bộ nhà nước à, sao cảnh giới lại thấp đến vậy? Trương Dương nói, tôi cảnh giới thấp, cảnh giới của anh cao vì anh là quan to, nay là chúng ta đổi vị trí thử xem, cảnh giới của tôi nhất định cao hơn anh. Đỗ Thiên Giã mắng, còn lâu, cái loại như cậu, mà còn mở miệng ra nói đến cảnh giới. Trương Dương nói, đừng có chuyển đề tài nhé, tiền. Hôm nay tôi đến là để đòi tiền. Đỗ Thiên Giã nói, phương diện tài chính do thị trường tả phụ trách, tôi chỉ phụ trách công việc đảng chính thôi, cậu tìm sai chỗ rồi nhỉ. Trương Dương nói, này anh còn mặt mũi nào nói thế? Có phải anh định chối bỏ trách nhiệm không? Nếu như anh còn dùng thái độ này để nói với tôi phủi mông đi luôn, hạng mục sân bay mới anh thích tìm ai phụ trách thì đi mà tìm. Đỗ Thiên Giã hôm nay tính khí rất tốt, cười hì hì đến bên cạnh Trương Dương vỗ vỗ vai hắn, đồng chí Tiểu Trương, đừng có dỗi mà, tôi đã nói là không đưa cho cậu tiền đâu nào. Công trình sân bay lớn như vậy, nếu như thành phố không đưa một đồng nào thì còn ra cái trò trống gì nữa. Quan hệ của chúng ta như vậy tôi có hại ai cũng không hại cậu. Trương Dương nói, con người ta làm quan là sẽ thay đổi, giờ đây càng ngày tôi càng không tin tưởng anh, chỉ sợ anh bán đứng tôi, mà tôi còn ngu ngơ giúp anh. Đỗ Thiên Giã cười nói, tôi có muốn bán cũng không bán được ấy chứ. Trương Dương nói, đấy đấy nhé, đuôi cáo lòi ra rồi, anh chỉ muốn bán đứng tôi thôi, tôi đã nhận ra từ lâu rồi, hạng mục sân bay mới là một cái hố, anh đào sẵn rồi đợi tôi nhảy vào, từ lúc anh làm đến cái chức bí thư thị ủy anh đã thay đổi rồi. Tôi thay đổi thế nào? Anh trở nên xảo quyệt, thích hại người mình rồi. Đỗ Thiên Giã cười ha ha, gã nhìn thời gian rồi nói, đi đi, tôi mời cậu ăn cơm. Trương Dương đầu lắc nguầy nguậy, đừng mời nữa, giờ đây tôi biết rồi, làm gì có của từ trên trời rơi xuống, của cho là của nợ, tôi không ăn. Đỗ Thiên Giã nói, cậu không ăn thật. Không ăn thật. Vậy tiền của sân bay mới cậu có cần không? Trương Đại Quan vừa nghe thấy đến tiền liền lấy lại tinh thần ngay, lấy chứ, tôi đương nhiên lấy rồi. Nếu lấy thì đi theo tôi ăn cơm. Cho tôi bao nhiêu tiền? Chỉ cần hôm nay cậu làm tôi vui, thì tôi quyết làm cho cậu hài lòng. Trương Đại Quan cũng không dễ lừa như vậy, rốt cuộc là bao nhiêu, anh cho tôi một con số trước đã. Vậy thì phải xem cậu biểu hiện thế nào đã. Đỗ Thiên Giã đã bước ra ngoài cửa trước. Trương Dương đi theo đằng sau gã nói chắc như vậy nhé. Uống cùng thì được, ngủ cùng thì tôi thả chết cũng không làm đâu. Chương 429, máy bay cất cánh và hạ cánh. Đỗ Thiên Giã đề nghị đến ăn ở Nam Hồ, gã thích ăn ở đó không phải chỉ vì thức ăn nông thôn thuần chất, còn một nguyên nhân quan trọng nữa đó là chỗ đó cách khá xa khu thành phố Giang Thành, ăn cơm ở đó sẽ không có người đến làm phiền. Đỗ Thiên Giã lại gọi thêm cục trưởng công an Vinh Bằng Phi cùng đến ăn cơm. Trương Dương lái chiếc xe Pika của hắn đưa Đỗ Thiên Giã đến Nam Hồ Nông Gia Thái. Vinh Bằng Phi đến sớm hơn hắn, khi Đỗ Thiên Giã và Trương Dương đến nơi, gã đã đứng ở đó đang gọi món rồi, thấy Đỗ Thiên Giã và Trương Dương sánh vai bước đến, Vinh Bằng Phi cười nói, hôm nay tôi đến để mời hai anh đây. Trương Dương nói, đã nói là để bí thư Đỗ mời rồi, anh đợi lần sau đi. Đỗ Thiên Giã cười nói, đúng thế, đã nói là tôi mời thì tôi mời. Trương Dương chỉ vào con ba ba trong hồ nước và nói, con này không bé, ăn con này đi. Đỗ Thiên Giã cắn răng nói, tiểu tử, cậu rõ ràng đang cố tình chặt chém tôi mà. Trương Đại Quan cười nói, một con ba ba làm sao đủ được, còn phải chọn những món khác nữa, không thể thiếu được tôm hùm. Đỗ Thiên Giã gật đầu nói, cậu chọn món thì chọn cho kỹ vào, hôm nay coi như là để chúc mừng cậu. Trương Dương đã gọi món xong, đến phòng bên trong ngồi xuống. Phát hiện ra Vinh Bằng Phi đã mang đến một chai rượu ngũ lương dịch, hắn thở dài, làm quan thật là tốt biết mấy, có người còn dành nhau trả tiền cho. Đỗ Thiên Giã cười mắng, cái đồ khốn nhà cậu không nói khích bác người ta thì không chịu được à. Vinh cục sắp thăng quan rồi, người ta không cần phải nịnh hót tôi như vậy.
Vinh Bằng Phi cười nói, vẫn còn chưa đâu vào với đâu cơ, bí thư Đỗ đừng cười nhạo tôi. Đỗ Thiên Dã nói, sao lại vẫn chưa đâu vào đâu. Tỉnh coi anh là một minh tinh sáng cho cái chức thính trưởng thính công an, việc này gần như đã chắc chắn rồi, anh giờ đây chỉ còn phải chờ bộ tổ chức đến khảo sát nữa là xong thôi. Trương Dương cười nói, ba việc đại hỷ trong đời người, thăng quan phát tài vợ chết, Vinh Cục đã làm được việc thứ nhất, xin chúc mừng chúc mừng. Vinh Bằng Phi trừng mắt với hắn nói, này cậu chủ ẻo tôi có phải không? Người thăng quan là cậu mới đúng. Trương Dương nói ra thì anh phải cảm ơn tôi mới đúng, đối thủ cạnh tranh chủ yếu của anh là Đường Hưng Sinh bị tôi kéo hạ đài rồi, là tôi đã giúp anh gạt bỏ tất cả các trở ngại trên con đường thăng tiến chính trị của anh phải kính tôi mấy chén đấy. Đỗ Thiên Dã nói, thật là chán, sao tiểu tử nhà cậu không bao giờ biết thế nào là khiêm tốn vậy? Trương Dương nói, làm việc tốt mà không ghi danh là lôi phong, còn tôi họ Trương, tên là Trương Dương, làm việc tốt đương nhiên phải để người ta biết rồi. Đỗ Thiên Dã và Vinh Bằng Phi cùng cười rộ lên. Người phục vụ bê đến một đĩa tôm, một đĩa ghẹ, một đĩa cá rán và một đĩa ngó sen. Đỗ Thiên Dã nói, cậu thật là biết chọn món nhỉ. Trương Dương nói, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc anh mời đi ăn cơm, anh là bí thư thị ủy của Giang Thành, quy cách mời khách đương nhiên không thể quá xoàng được, nếu không nói ra người ta lại cười cho. Đỗ Thiên Dã cười nói, thật là trắng trợn, nói thế nào cũng là lý lẽ của nhà cậu. Trương Dương nói, bí thư thị ủy cũng không thể cứ mở miệng ra là mắng người khác thế chứ. Hắn cầm cốc rượu lên nói, uống rượu thôi. Ba người cùng cạn một chén, Trương Dương chẹp chẹp miệng, gì đó chỉ. Nói đi nói lại, rốt cuộc anh đưa cho tôi bao nhiêu tiền? Đỗ Thiên Dã giơ một ngón tay. 100 triệu. Đỗ Thiên Dã lắc đầu. 100 tỷ, Trương Đại Quan đầy hy vọng. Đỗ Thiên Dã lại lắc đầu. Trương Đại Quan trừng mắt, 1 triệu. Đỗ Thiên Dã cuối cùng đã gật đầu. Trương Dương tức nết đổ cốc rượu lên bàn, tôi không chơi nữa, tôi không cùng anh chơi trò này, hạng mục sân bay đó cần bao nhiêu tiền mà anh lại đưa cho tôi có 1 triệu, thật là nực cười quá đi mất thôi, 1 triệu anh sửa sân bay nhà ai cơ chứ? Tôi thấy anh đi tìm người đi dẹp cái đám cỏ ở đằng sau chính phủ thành phố, rồi sửa thành sân bay ấy, và cũng đừng nghĩ gì đến Boeing với cả Airbus nữa, chỉ dùng đó để đỗ máy bay trực thăng thôi, về sau có máy bay thì lấy đỗ vào mắt anh. Đỗ Thiên Dã hôm nay tính tình thật sự rất tốt, nghe tên này khích bác mà vẫn cười hì hì không tỏ thái độ gì cả. Mặc dù Vinh Bằng Phi là người bàng quan ở ngoài nhưng cũng cảm thấy số tiền đó quá ít ỏi, được 1/1000 trong số tiền dự liệu, thật là ít quá đi. Đỗ Thiên Dã thò tay ra lấy ghẹ, con ghẹ gã muốn lấy bị Trương Dương giật lấy, Trương Đại Quan vừa tách ghẹ vừa nói, anh thật là kiệt sỉ quá mức. Đỗ Thiên Dã nói, tài chính của thành phố vốn đã chẳng khá khẩm gì. 1 triệu là để cho cậu làm tiền khởi động giai đoạn đầu. Trương Dương nói, 1 triệu của anh ngay cả mang ra xây bộ chỉ huy cũng chẳng đủ, anh bảo tôi khởi động cái khỉ mẹ gì. Đỗ Thiên Dã nói, chẳng phải cậu luôn nói rằng mình có năng lực sao? Muốn xây một sân bay lớn như vậy không chỉ dựa vào tiền xin, 1 triệu này chỉ là mồi câu mà thôi, có 1 triệu này cậu có thể hấp dẫn được các nhà đầu tư, tôi tin vào năng lực của cậu, chỉ cần cậu làm việc này cho tử tế, nhất định sẽ làm được. Trương Dương nói, anh tin tưởng vào tôi, nhưng không thể nào keo kiệt bủn xỉn vậy chứ. Đỗ Thiên Dã nói, những chỗ cần dùng tiền của thành phố rất nhiều, tôi không thể nào lấy tất cả tiền đầu tư vào việc xây dựng sân bay, lần này tôi để cậu đảm nhận việc chỉ huy hiện trường của hạng mục xây sân bay, không ít người đã nói xấu đằng sau lưng tôi, tại sao tôi phải dùng cậu. Chẳng phải là vì quan hệ của hai chúng ta tốt, mà là vì cậu có năng lực, nhưng cái năng lực đó không phải tôi nói là có thì cậu sẽ có. Cậu cần phải chứng minh cho mọi người thấy, cậu có thực lực thật sự, cậu dùng 1 triệu này có thể thu hút được vốn đầu tư mấy trăm triệu, đây chính là năng lực, nếu như cậu có thể chứng minh được điểm này, thì chẳng ai có thể nói xấu cậu được nữa. Câu này của Đỗ Thiên Dã rất có lý, Trương Dương không nói gì nữa. Đỗ Thiên Dã cầm cốc trà lên nói, Trương Dương, tôi kính cậu một chén, gánh nặng xây dựng sân bay này cậu đã đỡ dùm tôi, đây là việc tốt tạo phúc cho nhân cho con em về sau, rất nhiều khó khăn còn tồn tại. Nhưng gặp phải khó khăn chúng ta cần phải khắc phục nó, ở đây không có người ngoài, tôi nói thật cho cậu một câu, hạng mục sân bay mới là một hạng mục quan trọng và to lớn, giao cho ai tôi cũng chẳng yên tâm, tôi biết cậu còn chút tật xấu, nhưng cậu thật sự là một người làm được việc, này không có cậu làm không xong. Tôi nhờ cả vào cậu đấy. Trương Đại Quan nghe thấy những lời này của Đỗ Thiên Dã, trong lòng cảm thấy rất cảm động, kẻ sĩ chết vì tri kỷ, Đỗ Thiên Dã tin tưởng hắn như vậy,
nếu như hắn tiếp tục từ chối là không trượng nghĩa. Trương Dương cùng ly với Đỗ Thiên Dã, uống cạn cốc rượu, rồi lớn tiếng nói, tôi nhảy xuống cái hố này đây. Đỗ Thiên Dã nói, 1 triệu là tiền khởi động, đợi đến khi sân bay chính thức khởi công, tôi sẽ cố gắng đưa cho cậu một số tiền nữa, có điều cậu không thể đặt quá nhiều hy vọng vào số tiền đó, nhiều nhất không thể nào vượt qua 200 triệu. Gã lại cho Trương Dương thêm 1 viên thuốc an thần nữa. Trương Dương nói, có câu này của anh tôi yên tâm rồi. Đỗ Thiên Dã nói, về phương diện tiền cần phải chuẩn bị càng nhiều càng tốt, tôi cho hàng hạng mục sân bay có sức hấp dẫn rất lớn, cậu nhất định phải nắm vững tiến độ của mặt này, cố gắng hoàn thành trước năm 97, làm món quà cho Hồng Kông trở về. Trương Dương nói, anh yên tâm, tôi đã nhận làm rồi thì nhất định sẽ làm được tốt. Đỗ Thiên Dã cười nói, công việc chủ yếu về sau này của cậu là xây dựng sân bay mới, sự việc bên Phong Trạch có thể ngừng một chút. Trương Dương nói, không sao. Bên Phong Trạch tôi vẫn phải đứng đó, cảm giác được người ta gọi là thị trường thật sự rất sướng. Đỗ Thiên Dã và Vinh Bằng Phi lại cười, tên này thật sự là tham quan tham sắc. Đỗ Thiên Dã nói, chỉ cần cậu có thể thuận lợi xây dựng xong sân bay mới này, tôi đảm bảo cậu sẽ có một bước nhảy vượt bậc. Trương Dương nói, những câu thế này tôi nghe nhiều rồi, nhưng giờ đây vẫn đang dậm chân tại chỗ, chỉ huy hiện trường của sân bay không ngờ chỉ là một phó sở, toàn Trung Quốc đều không có sự việc thế này. Đỗ Thiên Dã làm như không nghe thấy gì, cầm cốc rượu lên nói đến thăng quan, chúng ta cần phải chúc mừng Vinh Cục. Vinh Bằng Phi nói, bình thường thôi, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Có điều, tôi uống cốc rượu này. Có tiền khởi động là 1 triệu, Trương Đại Quan làm một cuộc tiệc rượu trước đã, người hắn mời đến tiệc rượu đều là những tổng giám đốc của các doanh nghiệp và ngân hàng ở Giang Thành, mục đích là để tìm nhà tài trợ. Tiệc rượu tổ chức ở sở chiêu đãi số 2 của chính phủ thành phố, Trương Dương cũng điều động thư ký Phó Trường Trinh đến bộ chỉ huy sân bay. Lý do rất đơn giản, Phó Trường Trinh là thư ký chuyên dụng của hắn, hắn ở đâu thì anh ta phải đi theo đến đó là chuyện đương nhiên. Trước khi tiệc rượu bắt đầu, Phó Trường Trinh thầm nói với Trương Dương, rượu của bữa tiệc lần này sử dụng là của xưởng rượu Giang Thành tặng, chúng ta chỉ cần tính tiền thức ăn và tiền địa điểm với khách sạn, khoảng tầm 36.000 tệ. Trương Dương nói, cứ nợ đấy trước đã. Phó Trường Trinh mặt khổ hạnh nói, chỉ sợ người ta không đồng ý. Trương Dương nói, nếu không đồng ý chúng ta đổi chỗ khác, cậu nói với bên giám đốc của người ta, đây là nhiệm vụ chính trị, nên phải nợ trước, nếu như người ta chạy theo đòi tiền, thì có nghĩa là đang cản trở bước đường của hạng mục sân bay mới. Phó Trường Trinh lắc đầu, đi theo Trương Dương làm thư ký, mặt phải thật dày mới được. Trước kia tiệc rượu tiếp tục. Trương Dương mời chủ nhiệm nhân đại Triệu Dương Lâm phát biểu, Triệu Dương Lâm là phó tổng chỉ huy của hạng mục xây dựng sân bay, Trương Dương giờ đây chỉ cần có hoạt động gì là sẽ báo cáo với y. Triệu Dương Lâm cũng hiểu, tên này bắt y phải đi theo rồi, nhưng y có cái chức phó chỉ huy lại không thể không làm việc, đi theo thì đi theo vậy, dù sao cũng chẳng phải là việc gì sấy. Những lời phát biểu của Triệu Dương Lâm vừa dài vừa chán, mặc dù y đã cố gắng cắt ngắn, rồi giản lược, nhưng vẫn phải nói đến hơn 20 phút. Tất cả những người khách đến đều đứng nghe, đứng đến độ đau cả chân rồi, mà vẫn chưa kết thúc, chẳng làm gì được. Lãnh đạo già bây giờ đều có thói quen này cả, mọi người đều không muốn nghe, nhưng cũng phải cố gắng căng tai ra nghe. Sau khi Triệu Dương Lâm kết thúc phát ngôn của mình, hiện trường vẫn vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay này quyết không phải là vì nội dung nói chuyện của y, mà là vì nội dung đó cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Trương Dương lên phát biểu, hắn nói rất nhanh gọn. Cười nói, sao mọi người nhìn tôi lại đầy hàm ý để phòng thế kia? Xưởng trưởng xưởng rượu Lưu Kim Thành nói, đâu có chứ? Trương Dương chỉ vào xưởng trưởng xưởng máy móc kiêm bí thư đảng ủy Tào Chính Dương nói, xưởng trưởng Tào không dám nhìn thẳng vào mặt tôi nữa. Tào Chính Dương lớn tiếng nói, đâu có chứ? Trương Dương cười ha ha nói, tôi biết anh sợ gì rồi, anh sợ tôi xây dựng sân bay không sử dụng máy móc của các anh. Tào Chính Dương nói, có gì mà phải sợ cơ chứ? Máy móc công trình của chúng tôi có chất lượng tuyệt hảo, nếu như anh không dùng, thì đó không chỉ là tổn thất của anh, mà còn là tổn thất của toàn dân Giang Thành nữa. Mọi người đều cười rộ lên. Trương Dương nói, câu này là anh nói đấy nhé, máy móc công trình tôi dùng của anh, có điều anh là một trong những người dân Giang Thành, tốt nhất là tài trợ một phần. Nụ cười của Tào Chính Dương bắt đầu miễn cưỡng rồi, mẹ kiếp. Quả nhiên là chẳng có của rơi từ trên trời xuống, tên này bắt đầu mở miệng đòi tiền rồi. Trương Dương cười hì hì xua tay nói, mọi người ngồi xuống đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Trương Dương và Triệu Dương Lâm ngồi cùng bàn,
bàn này của họ đều là những tổng giám đốc ngân hàng lớn của Giang Thành, mấy vị giám đốc rất cung kính, chẳng thể không cung kính, mọi người đều biết rằng bữa cơm này chẳng phải là tặng không cho họ, trước khi đến đây, họ đã chuẩn bị cả rồi, nhất định phải quyên góp, chỉ có điều là vấn đề nhiều ít bao nhiêu mà thôi, hạng mục sân bay mười mấy ức, nếu không quyên góp cho chính phủ thành phố, thì khoản tiền này không biết đến bao giờ mới tập hợp đầy đủ được. Nhưng nếu không cho cũng chẳng xong, ai bảo mình ở trên đất của người ta cơ chứ? Trương Dương cầm cốc rượu lên cười hì hì nói, nào, tôi kính các vị thần tài một ly. Mấy vị giám đốc ngân hàng đều vội vàng cầm cốc rượu lên hưởng ứng, sau khi uống xong cốc rượu, Trương Dương thầm đá chân của Triệu Dương Lâm dưới bài, đối phó với đám ngân hàng này, vẫn phải để lão Triệu nói trước mới phải. Triệu Dương Lâm hắng hắng giọng nói, các vị ở đây đều là những lãnh đạo của ngân hàng lớn cả, hôm nay mời các vị đến đây là muốn mời các vị đóng góp một phần sức lực cho sân bay mới. Người ta thường nói, có thực mới vực được đạo, muốn xây dựng sân bay mới, cần phải có nguồn lực tài chính đầy đủ, tiền tính toán của việc xây dựng sân bay là 1 tỷ, tôi nói năng từ trước đến giờ đều không thích vòng vo tam quốc, mọi người thương lượng một chút xem, có thể cho vay bao nhiêu. Mấy vị giám đốc ngân hàng anh nhìn tôi nhìn anh, chẳng ai muốn nói trước cả. Triệu Dương Lâm hôm nay diễn vai người xấu, còn Trương Dương diễn vai người tốt, hắn cười hì hì nói với giám đốc ngân hàng công thương Hạ Trường Quân, giám đốc Hạ nói trước đi. Trước kia hắn và Hạ Trường Quân có chút qua lại, vì việc vay tiền của xưởng rượu Giang Thành, Hạ Trường Quân đồng ý không nhanh chóng, vì thế Trương Dương bảo người đến kiểm tra tất cả hạng mục của gã, làm cho Hạ Trường Quân phải ngoan ngoãn đưa tiền. Hạ Trường Quân đã từng chịu khổ vì hắn, nên đương nhiên không dám đắc tội vị đại gia này. Hạ Trường Quân nói, chúng tôi có thể cung cấp 30 triệu tiền vay vốn. Trương Dương cười danh mãnh, 30 triệu. Giám đốc Hạ à, anh tưởng tôi là ăn xin sao? Hạ Trường Quân toát mồ hôi hột, người ta không hài lòng rồi, gã nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định, 50 triệu, chủ nhiệm Triệu, chủ nhiệm Trương, đây là số lượng nhiều nhất tôi có thể đưa ra rồi. Trương Dương và Triệu Dương Lâm quay sang nhìn nhau, họ khá là hài lòng, Triệu Dương Lâm không đợi những giám đốc ngân hàng khác nói, đã vỗ bàn phán, chúng ta làm thế này đi, ngân hàng nông nghiệp, công nghiệp, kiến thiết, giao thông, tín dụng mỗi ngân hàng đều cung cấp số tiền vay là 50 triệu đi. Thái độ của mấy người giám đốc mỗi người một khác, nhưng chẳng có ai là vui vẻ, họ đều đang trách giám đốc Hà, nhưng giờ đây sự việc đã đến nước này rồi, không thể nào quay đầu được nữa, chỉ có thể đâm lao theo lao mà thôi. Trương Dương rất hài lòng, chỉ bên ngân hàng đã giải quyết được 250 triệu, khởi công giai đoạn đầu không có vấn đề gì nữa rồi. Hắn cầm cốc rượu đến bàn rượu của doanh nghiệp kính rượu, xưởng trưởng xưởng phục trang số 1 của Giang Thành và Trương Dương từ trước đến giờ đều rất tốt. Gã cười nói, thị trưởng Trương, vừa nãy tôi đã nói chuyện với chủ tịch hội đồng quản trị rồi, cô ấy không thể đích thân đến đây, nhưng cô ấy bảo tôi nói lại một việc. Tất cả các trang phục của nhân viên trong công tác xây dựng sân bay mới lần này đều do chúng tôi hỗ trợ, cũng coi là một phần sức mạnh của doanh nghiệp chúng tôi góp vào đó. Xưởng trưởng xưởng rượu Lưu Kim Thành cũng không muốn lép vế, gã lớn tiếng nói, tất cả rượu dùng trong hạng mục sân bay đều do chúng tôi bao cả. Giám đốc tập đoàn Hối Thông Kiều Mộng Viện mỉm cười nói, mọi người như vậy, hối thông của chúng tôi cũng không thể ở sau được, chúng tôi cung cấp chiếc máy vi tính trị giá 10 triệu. Trương Dương mỉm cười nói, cảm ơn giám đốc Kiều. Nhiều người quyên góp đồ như vậy, mà hắn chỉ cảm ơn Kiều Mộng Viện, rõ ràng là hơi nhất bên trọng nhất bên khinh. Xưởng trưởng xưởng máy công trình Giang Thành Tào Chính Dương không dám có thái độ gì, ở đây có người tặng quần áo, tặng rượu, có người còn tặng cả máy tính, nhưng thứ mà gã sản xuất lại là máy móc công trình, thứ này không thể nào so với những thứ của người khác được, một chiếc máy đã là mấy trăm vạn rồi, gã không thể lấy ra cho được. Trương Dương đương nhiên không bỏ qua gã, hắn cầm cốc rượu đến chỗ gã, tổng giám đốc Tào, anh tặng chút gì nhỉ? Ra mặt tên này thật là dày quá mức, đòi tiền đến tận nơi. Tào Chính Dương cắn cắn răng, thấp giọng nói, tôi góp 5 chiếc máy xúc. Trương Dương cười nói, thấy anh đắn đo suy nghĩ tôi còn tưởng sẽ tặng 50 chiếc kìa, 5 chiếc đủ để làm được gì chứ? Hạng mục sân bay của chúng tôi lớn đến vậy, nhất định cần dùng rất nhiều máy công trình, anh còn muốn làm việc làm ăn lần này của chúng tôi không vậy? Tào Chính Dương thầm nói, ai mà thèm vào làm cơ chứ? Xưởng máy công trình từ lúc liên doanh với tập đoàn Hải Đức, việc làm ăn rất tốt, những người nhập hàng đều phải xếp hàng cả, không thiếu chút nghiệp vụ của nhà anh. Tào Chính Dương cười rất xảo quyệt, thế này đi, đợi đến khi công trình khởi công đã rồi quyết định cụ thể sau. Trương Dương nói, yên tâm đi, chúng tôi sẽ ưu tiên đến cách doanh nghiệp địa phương, tất cả máy móc của công trình sân bay lần này, cố gắng sẽ dùng tất của các anh.
Tào Chính Dương thật chán, trong lòng thầm nói, đồ đưa cho các người rồi, không biết đến năm nào mới lấy được tiền, nhưng gã cũng không dám từ chối Trương Dương, việc này chỉ đành nhận lời. Bữa tiệc lần này rất thành công, từ các ngân hàng đã lấy được 250 triệu tệ, các đồ quyên góp của doanh nghiệp lớn cộng vào cũng đến hơn 100 triệu. Sau khi uống rượu xong, Trương Dương tiễn các vị khách quý đi, khi tiễn Kiều Mộng Viên lên xe, Kiều Mộng Viện dừng bước nói, có phải bên tài chính vẫn còn thiếu rất nhiều không? Trương Dương gật đầu nói, thiếu tiền, khi dự tính phải đến 1 tỷ, tôi nghĩ thế nào cũng phải vượt số đó, thời gian xây dựng dài như vậy, mỗi năm những vật liệu công trình đều tăng giá, đến cuối cùng dùng hết 1 tỷ 200 triệu là đã được lắm rồi. Kiều Mộng Viện nói, bên công trình thông tin liên lạc hối thông chúng tôi có thể làm, khi tính tiền tôi có thể tính ít một chút. Trương Đại Quan nhìn Kiều Mộng Viện, trên mặt đầy cảm động, hắn bay ra một câu, Mộng Viện, cô thật là tốt với tôi. Kiều Mộng Viện không thể ngờ tên này sẽ nói câu như vậy, mặt cô đỏ lên, rồi vội vàng quay người lên ô tô. Nhìn chiếc xe của Kiều Mộng Viện rời đi, trên mép Trương Dương lộ ra nụ cười đắc ý. Thường Lăng Phong đến bên cạnh hắn, nói đầy ẩn ý, nói chuyện gì với Tổng Giám Đốc Kiều vậy, sao lại thần bí thế? Trương Dương nói, cô ấy đã đồng ý nhận công trình thông tin liên lạc của sân bay, tiền có thể nợ trước. Thường Lăng Phong cười nói, việc tốt mà. Công trình thông tin liên lạc của sân bay là một công trình không nhỏ đâu. Trương Dương trách, xây cái sân bay mới này, làm tôi mất hết cả mặt rồi, thành phố không cho tiền, cả ngày tôi cứ mặt dày đi đòi tiền, người khác thấy tôi đều trốn sạch. Thường Lăng Phong cười ha ha nói, những doanh nghiệp có tầm nhìn dài rộng đều sẽ coi sân bay mới lần này là một cơ hội hiếm có, chỉ có người có tầm nhìn nông cạn mới tránh xa thôi, yên tâm đi, hạng mục máy bay nhất định sẽ khởi động thành công. Thường Lăng Phong nói không sai. Người chú tâm đến hạng mục sân bay mới là bên kiến trúc, những thương nhân kiến trúc của Giang Thành bắt đầu tìm đến Trương Dương, những nhà kiến trúc có thực lực ở trong tỉnh cũng đến thăm, Lương Thành Long là một trong những người đó, gã trực tiếp gọi điện thoại cho Trương Dương, ngụ ý muốn tiếp quản công trình sân bay mới. Trương Dương cũng nói rất rõ ràng, hạng mục sân bay mới lần này không giống như những lần trước, nhất định phải đấu thầu tử tế, bảo Lương Thành Long nhanh chóng chuẩn bị, đến lúc đó sẽ tiến hành đấu thầu. Cần phải có điều kiện đầy đủ mới có thể vào. Sau khi bận xong một ngày, khi hắn đến biệt thự gỗ ở Nam Hồ, đã là hơn 10 giờ tối, Trương Dương phát hiện trong biệt thự đang sáng đèn, Hồ Nhân Như đã quay về rồi. Hồ Nhân Như nghe thấy tiếng xe ô tô bên ngoài đã đến mở cửa. Trương Dương ôm Hồ Nhân Như vào lòng, Hồ Nhân Như ừm một tiếng, rồi ôm lấy cổ hắn, đặt một nụ hôn lên môi hắn, dịu dàng nói, em đã nấu cháo đợi anh về ăn rồi. Trương Dương cười nói, anh chỉ muốn ăn em thôi. Hồ Nhân Như dịu dàng, đi tắm đi, ngoan nào. Trương Dương sau khi tắm xong, Hồ Nhân Như đã nguội xong cháo rồi, đưa đến tay hắn, Trương Dương vừa ăn cháo vừa nói, em về bao giờ thế? Hồ Nhân Như nói, chiều nay em vừa về, khi em bước đến sân bay đã nghe thấy anh giờ trở thành tổng chỉ huy xây dựng sân bay rồi. Trương Dương cười nói, anh là chỉ huy hiện trường, tổng chỉ huy là Đỗ Thiên Dã, Triệu Dương Lâm là phó tổng chỉ huy. Anh chỉ là người đứng thứ ba thôi. Hồ Nhân Như dựa vào vai hắn, chẳng phải anh được quyền quyết định hết sao? Trương Dương nói, được quyền quyết định hết, thành phố đưa cho anh 1 triệu, bảo anh tay không bắt giặc, tập hợp được 1 tỷ, mấy ngày nay anh đang đau đầu vì chuyện này đây. Hồ Nhân Như cười khanh khách, 1 tỷ mà đã làm khó được anh rồi à? Em không tin. Trương Dương ăn cháo xong, Hồ Nhân Như lấy bát đi rửa. Khi bước ra, cô lại bê một cốc hồng trà. Trương Dương mỉm cười nói, thật là mẹ hiền vợ đảm, việc gì cũng biết làm. Hồ Nhân Như vui vẻ, cầm cốc hồng trà đưa cho Trương Dương, nhẹ nhàng nói, tướng công, mời dùng trà. Trương Đại Quan cầm cốc trà, giơ tay ra kéo Hồ Nhân Như ngồi lên đùi mình, uống một ngụm hồng trà, rồi giơ tay sờ mông Hồ Nhân Như nói, thật là một người phụ nữ tốt. Hồ Nhân Như cười nói, hôm nay sao anh lại thay tâm đổi tính, suốt ngày nịnh em thế. Trương Dương nói, lâu lắm không gặp em rồi, thật là nhớ quá. Hồ Nhân Như cười nói, năm nay việc của công ty quảng cáo rất bận rộn, này nhé, sắp phải làm quảng cáo mốt mùa thu cho Lâm Thanh Hồng rồi, chuẩn bị đi Ai Cập. Trương Dương nói, em xem có khách nào lớn, kéo về đây dùm anh. Hồ Nhân Như nói, em biết rồi, việc của anh em nhất định sẽ để ý. Trương Dương nói, sau khi xây bay xây xong, anh sẽ để cho em đi làm quảng cáo của đường băng và phòng chờ. Những việc tổn hại việc công lợi cho bản thân Trương Đại Quan sẽ không làm, nhưng trong trường hợp không ảnh hưởng đến nguyên tắc, hắn vẫn ưu tiên người của mình trước.
Hồ Nhân Như nói, anh không sợ người khác nói ra nói vào à? Trương Dương nói ra nói vào gì chứ? Chúng ta đi theo đường thủ tục chính thức, có phải làm giao dịch không chính đáng gì đâu. Hồ Nhân Như mắng, anh nghĩ đi đâu thế? Trương Dương đặt cốc trà xuống, tay hắn thò vào trong váy ngắn của Hồ Nhân Như, Hồ Nhân Như đỏ mặt nói, anh muốn làm gì? Trương Dương nói, anh muốn dừng máy bay nhỏ của anh lên sân bay của em. Tay tên này sờ vào ngực của Hồ Nhân Như, cố ý trao mày nói, núi đá gập ghềnh thế này, muốn hạ cánh an toàn thật là cần phải có kỹ thuật rất giỏi. Hồ Nhân Như bị hắn sờ đến độ không chịu nổi nữa, tay ôm lấy cánh tay của hắn, thở dốc nói, không làm khó được anh đâu, anh là phi hành viên giỏi nhất trên thế giới. Chiếc máy bay nhỏ của Trương Đại Quan một đêm cất cánh hạ cánh không biết bao lần mà chẳng hề mệt mỏi, Hồ Nhân Như không chịu nổi nữa, buổi sáng khi Trương Dương dậy đi làm, Hồ Nhân Như toàn thân mệt rã rời, không còn sức dậy nấu đồ ăn sáng cho hắn nữa. Trương Đại Quan vỗ vỗ mông Hồ Nhân Như. Hồ Nhân Như mệt mỏi nói, bị anh hành hạ chết rồi, em không dậy được nữa. Trương Dương cười ha ha nói, vậy thì em ngủ thêm lúc nữa đi, hôm nay anh phải họp, anh đi trước đây. Hồ Nhân Như mím môi nói, mệt quá, buổi tối em nấu cơm rồi đợi anh về. Trương Dương cười nói, không cần, tối nay Tô Tiểu Hồng mời, chúng ta cùng đến Thủy Thượng Nhân gia ăn cơm. Hồ Nhân Như gật đầu nói, được rồi. Trương Dương đến chỗ Đỗ Thiên Dã trước để báo cáo về tình hình của buổi tiệc rượu hôm qua, Đỗ Thiên Dã rất hài lòng với tiến triển của sự việc, 250 triệu của ngân hàng đã bước đầu giải quyết vấn đề khởi động xây dựng của sân bay rồi. Đỗ Thiên Dã nói, sân bay mới này xây càng nhanh càng tốt, nhất định phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 năm 97, để làm món quà cho Hồng Kông hồi quy. Trương Dương nói, giờ đây rất nhiều thương nhân kiến trúc muốn tiếp nhận hạng mục sân bay này, chúng ta cần phải xác định. Đỗ Thiên Dã gật đầu nói, vẫn làm theo phương án trước đó của chúng ta, cần phải mở cuộc đấu thầu công khai, nhất định phải công khai rõ ràng, công bằng cho tất cả mọi người. Trương Dương nói, yên tâm đi, đến lúc đó tôi sẽ mời cả sở công chứng của kỷ ủy qua đó, để họ giám sát quá trình đấu thầu, nhất định không để người khác nói ra nói vào. Đỗ Thiên Dã nói, chúng ta không sợ người khác nói ra nói vào, điều quan trọng nhất là phải tìm được một công ty kiến trúc chất lượng và kỹ thuật đều tốt. Trương Dương nói, để đẩy nhanh tiến độ công trình, chúng tôi có dự định đấu thầu bộ phận, phân công trình xây dựng sân bay thành một số bộ phận, để vài công ty kiến trúc cùng làm. Đỗ Thiên Dã nói, chủ ý hay. Trương Dương nói, tôi còn có chút việc đến chỗ thị trường Tả, số tiền 1 triệu của cục tài chính cũng chẳng nhanh chóng gì hết, giờ đây chỉ có 500.000, tôi phải đến tìm ông ta đòi tiền. Đỗ Thiên Dã cười nói, chẳng còn cách nào cả, năm nay đầu tư tài chính của thành phố khá lớn. Các mặt đều cần dùng đến tiền, mức chi của chúng tôi đã vượt quá cả dự tính của năm nay rồi, mà giờ vẫn còn chưa đến tháng 9. Trương Dương nói, có tiết kiệm đến mấy cũng không thể tiết kiệm vào khoản này của chúng tôi được, tôi phải đi tìm thị trưởng Tả để nói chuyện, về sau tôi còn rất nhiều chỗ cần dùng tiền, mà cục tài chính toàn cản đường tôi vậy, nếu cứ cản đường thế này, tôi đến tận nơi đập cho một trận. Đỗ Thiên Dã nói, đừng có động tí là lại đánh đâm, làm cán bộ thì phải sử dụng đầu óc. Tả Viên Triều thấy Trương Dương bước vào, ngay lập tức đã hiểu được mục đích của hắn đến đây, Tả Viên Triều nói, 500.000 còn lại tôi đã bảo Bàng Bân đưa cho cậu rồi, về sau cậu bảo kế toán kiểm tra xem. Trương Dương ngồi xuống ghế sofa nói, thị trưởng Tả, 1 triệu này là của bí thư Đỗ cho, còn anh vẫn chưa biểu hiện gì. Tả Viên Triều dở khóc dở cười, ai cho mà chẳng giống nhau, đều là tiền của thành phố. Trương Dương nói, hôm qua tôi đã mở tiệc. Tiền rượu và tiền địa điểm mất 36.000 tệ, giờ đây vật giá đã cao hơn rất nhiều, thứ gì cũng đắt, 1 triệu chẳng làm được mấy việc, tôi thấy thế này đi, bí thư Đỗ cho tôi 1 triệu, anh là thị trưởng, dù thế nào cũng phải biểu thị sự ủng hộ đối với hạng mục sân bay mới chứ, anh cho tôi thêm 800.000 đi. Tả Viên Triều thầm nói, tôi chẳng muốn khách khí với cậu, nhưng gã cũng không thể đắc tội với Trương Dương, mỉm cười nói, Trương Dương à, tài chính của thành phố thế nào cậu đâu phải là không biết, thế này đi. Cậu đã có lời, thì tôi cũng không thể khước từ được, tôi cho cậu thêm 500.000 nữa, đây đã là con số lớn nhất có thể rồi, nếu muốn nhiều hơn không thể được nữa rồi. Trương Dương thầm nghĩ, 500.000 thì 500.000 vậy, có còn hơn không, về sau có cơ hội thì đòi tiếp, hắn gật đầu nói, cảm ơn thị trưởng Tả, ông Bàng Bân đó có phải có thành kiến gì với tôi rồi không? Tả Viên Triều cười nói, sao cậu lại nói vậy được? Bàng Bân giữ tiền khá chặt, cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Trong thành phố chỉ có ngần ấy tiền, nhiệm vụ của anh ta là giữ tiền cho chúng tôi, nếu như anh ta không giữ được,
thì số ít tiền đó của chúng tôi chẳng còn nữa. Trương Dương nói, anh nói với anh ta xem thế nào, về sau những khoản mục liên quan đến sân bay cần phải nhanh nhẹn hơn một chút, nếu lỡ mất việc xây dựng sân bay, anh ta có gánh nổi trách nhiệm này không? Bàng Bân là cán bộ do Tả Viên Triều đưa lên, câu này của Trương Dương đồng nghĩa với việc đang uy hiếp. Tả Viên Triều nghe thấy, trong lòng rất khó chịu, tên này càng ngày càng ngông cuồng rồi, dám nói những câu này trước mặt gã, Tả Viên Triều nói, đều là vì công việc cả thôi, cố gắng hiểu một chút cho đối phương, đồng chí trẻ tuổi phải cố gắng khoan dung nhau. Trương Dương nói, tôi chỉ khoan dung những người có thể khoan dung thôi, nếu như anh ta còn làm khó tôi, thì đừng trách tôi không khách khí với anh ta. Chương 430, lợi ích chính trị. Uy hiếp, một sự uy hiếp trắng trợn, một cán bộ cấp phó sở nhỏ bé mà lại dám uy hiếp một cán bộ cấp thính, Tả Viên Triều cảm thấy hơi tức giận, Trương Dương ngoài mặt nói Bàng Bân, nhưng thực chân đang ám chỉ gã, Tả Viên Triều cũng khá kỵ Trương Dương, nhưng đó là trước kia, Trương Dương có hai ngọn núi lớn đằng sau là Cố Doãn Chi và Tống Hoài Minh, giờ đây người đứng đầu Bình Hải đã trở thành Kiều Trấn Lương, Tả Viên Triều thân với Kiều Trấn Lương. Điều này đã làm cho gã có dũng khí tranh hùng với Đỗ Thiên Dã. Không có ai chấp nhận ở dưới người khác, Đỗ Thiên Dã sau khi thích ứng với hoàn cảnh của Giang Thành, đã bắt đầu có những thủ đoạn chính trị rất mạnh mẽ, giữa gã và Tả Viên Triều cũng có một thời gian hòa thuận, nhưng tất cả đều thay đổi cùng với việc Kiều Trấn Lương bước vào Bình Hải. Trương Dương tiện đường đến thăm Lý Trường Vũ, gần đây, vị phó thị trưởng thường vụ Giang Thành Lý Trường Vũ này khá là khiêm tốn, y vừa không nghiêng về phía Đỗ Thiên Dã. Cũng không ngả sang phía Tả Viên Triều, y chính là y, đặt sức lực lên công tác mà mình quản lý. Những việc khác, y rất ít khi hỏi đến, cũng lười đi hỏi. Mâu thuẫn ngày càng sâu sắc giữa Tả Viên Triều và Đỗ Thiên Dã y đã phát giác từ lâu, nhưng Lý Trường Vũ chẳng có chút hứng thú nào với sự đấu đá giữa hai người đó cả. Mâu thuẫn giữa đảng chính luôn luôn tồn tại. Đây giống như mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu vậy, điều không giống nhau giữa nó là, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn phía xua là con trai. Còn nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn phía trước là quyền lực. Khi Trương Dương đến phòng làm việc của Lý Trường Vũ, y đang ngồi xem báo, điều làm cho Trương Dương hiếu kỳ là, Lý Trường Vũ đã đeo kính lão. Thấy Trương Dương bước vào, Lý Trường Vũ bỏ cặp kính lão xuống, day day mũi, rồi cười với Trương Dương, hôm nay sao lại có thời gian rảnh đến thăm chú thế này. Trương Dương nói, vừa nãy đi đến chỗ thị trường Tả đòi nợ, đi qua phòng làm việc của chú nên tiện đường vào đây thăm chú. Lý Trường Vũ chỉ vào chỗ đối diện ngụ ý bảo Trương Dương ngồi xuống. Trương Dương nhìn cặp kính lão trên bàn rồi nói, chú đeo kính lão từ bao giờ thế? Lý Trường Vũ nói, mắt hoa rồi, người ta khi đã nhiều tuổi, không chấp nhận mình già cũng không được. Trương Dương cười nói, người ta đến tuổi 38 đã bắt đầu hoa mắt rồi, hoa mắt cũng là bình thường thôi. Lý Trường Vũ nghe ra câu này hàm ý phức tạp, cười nói, chú đã qua tuổi đó từ lâu rồi. Đột nhiên y nhớ lại cảnh lúc đầu y và Trương Dương mới quen nhau, nếu không phải là y và Cát Xuân Lệ cùng nhau bên cạnh Hồ Xuân Thủy, thì cũng không gặp Trương Dương, không ngờ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, Trương Dương đã từ một thực tập sinh của trường giáo vệ biến thành phó thị trưởng Phong Trạch, giờ đây là người được Đỗ Thiên Dã trọng dụng, phụ trách công việc chuẩn bị của công trình sân bay mới. Vận mệnh của y thật là gập ghềnh, giờ đây vẫn chỉ là một ông phó thị trưởng thường vụ của Giang Thành. Gần đây y có thể cảm nhận thấy rằng Đỗ Thiên Dã đang làm lớn mạnh quyền lực của gã một cách có ý thức, giao không ít công việc quan trọng cho y, Lý Trường Vũ cũng hiểu được mục đích Đỗ Thiên Dã làm như vậy, là muốn lấy y để trị Tả Viên Triều. Lý Trường Vũ và Tả Viên Triều trước kia đã có một trận đấu kịch liệt, lúc đó hai người là phó thị trưởng Giang Thành, để giành chức thị trưởng Giang Thành, hai người đã không ngừng chứng tỏ mình, nhưng cuối cùng Lý Trường Vũ đã sai một bước, nhường thắng lợi lại cho Tả Viên Triều. Lý Trường Vũ của bây giờ đã trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời, y nhận thức được một cách rõ ràng hoàn cảnh của bản thân mình, cũng hiểu rằng y nên làm thế nào. Làm tốt công việc của mình, cố gắng không tham dự vào đấu tranh chính trị của người khác. Lý Trường Vũ cười nói, thế nào? Đòi nợ thế nào? Trương Dương thở dài nói, bí thư Đỗ cho cháu 1 triệu tất cả, đến cục tài chính, Bàng Bân còn không tạo điều kiện, 500.000 có rồi, còn 500.000 nữa cứ kẹt ở đó, mẹ kiếp, loại quái gì cơ chứ? Nếu như với tính khí cháu trước kia, cháu đã xử lý tên khốn này rồi. Lý Trường Vũ nói, cháu cũng là một cán bộ cấp phó sở rồi, đừng có mở miệng ra là nói bậy, để người khác nghe thấy họ sẽ nghĩ thế nào. Trương Dương nói, nhưng mà bực lắm. Vừa nãy cháu đến tìm thị trường Tả, cháu đã nói rõ rồi, nếu như Bàng Bân còn làm khó cháu, thì đừng trách cháu dở mặt, có điều thị trường Tả cũng thông minh lắm, ngay lập tức đưa cho cháu 500.000 còn lại,
ngoài ra còn cho cháu thêm 500.000 nữa, cũng được coi là sự ủng hộ của chính phủ thành phố với hạng mục công trình. Lý Trường Vũ cười nói, 1.500.000 rồi, mặc dù chẳng thấm tháp vào đâu với cả hạng mục công trình, nhưng có còn hơn không? Trương Dương nói, tình hình tài chính của thành phố thật sự khó khăn như vậy sao? Lý Trường Vũ nói, ở khu phát triển có rất nhiều hạng mục cùng làm một lúc, cải tạo phân luồng đường, cải tạo ga tàu, hạng mục nào chẳng cần tiền cơ chứ? Nếu chỉ hy vọng vào số tiền của chính phủ thành phố là không thể đủ. Trương Dương nói, chúng ta làm công trình lớn như thế này, nhà nước cũng phải ủng hộ tí chứ, Bình Hải cũng phải có tí biểu hiện chứ nhỉ? Lý Trường Vũ nói, cháu yên tâm đi, chỉ cần lãnh đạo cấp trên lấy được tiền, nhất định sẽ giao tiền cho cậu. Công trình sân bay mới là trọng điểm 5 năm gần đây của chúng ta, Bí thư Đỗ và cả Thường ủy đều rất xem trọng nó. Trương Dương nói, khởi động ban đầu có lẽ không có vấn đề gì lớn, dù sao thì cũng có 2.500.000 của ngân hàng rồi, cháu chỉ sợ cứ xây tiếp sẽ xảy ra vấn đề, giờ đây đang nghĩ cách chuẩn bị càng nhiều tiền càng tốt. Lý Trường Vũ nói, Trương Dương, Bí thư Đỗ đưa cho cháu nhiệm vụ lớn như thế này, là vì xem trọng năng lực của cháu cần phải làm việc cho thận trọng. Hạng mục sân bay mới không thể nào có sai sót gì, phải nhớ lấy câu này của chú. Trương Dương cười nói, chú không nói cháu cũng hiểu, tất cả Giang Thành đang nhìn vào cháu, đại đa số người ta đều cho rằng cháu đã giành được một miếng thịt mỡ, nhưng ai mà biết được nỗi khổ của cháu chứ, chú Lý, chú nói xem có phải rất nhiều mong muốn cháu gặp đen không? Lý Trường Vũ cười ha ha nói, đừng để ý người khác nghĩ gì, làm tốt việc của cháu, làm tốt trách nhiệm được giao của cháu, những việc khác đều không quan trọng. Người khác muốn nói thế nào là việc của họ, người khác muốn đấu thế nào, cũng không liên quan gì đến cháu, cả ngày mang sức lực của mình để đấu đá chính trị, thì cháu còn thời gian đâu mà đi làm việc. Câu này của Lý Trường Vũ càng giống lời thuật lại của tâm trạng lúc này của y. Trương Dương nói, cháu nghe nói lúc đầu thị trưởng Tả đề nghị để Tiêu Minh đảm nhận chức vụ này của cháu. Lý Trường Vũ nói, đây là việc nhỏ, không có quan hệ gì lớn với cháu, sĩ đồ của chúng ta đều giống nhau. Mỗi lần đi một đoạn đường đều phải gặp ngã rẽ, nếu như đứng trước mỗi ngã rẽ cháu đều do dự, đều nghĩ ngợi, thì tốc độ tiến bước của cháu không thể nhanh hơn được, chỉ có nhìn rõ đường đi chủ đạo, nắm vững thế cục, thì cháu mới có thể ít phạm sai lầm, bước tiếp một cách thuận lợi được. Trương Dương nói, thế nào là đường chủ đạo? Lý Trường Vũ nói, cháu là một đảng viên, kiên trì con đường chủ nghĩa xã hội là con đường chủ đạo, kiên trì theo sự lãnh đạo của đảng là đại cục. Làm được hai điểm này thì cháu sẽ ít khi phạm sai lầm. Trương Dương nói, chú Lý, cháu cảm thấy gần đây chú như biến thành người khác vậy. Chú thay đổi ở chỗ nào? Trương Dương nói, chú ngày càng cao thâm rồi, sự khiêm nhường của chú giờ đây không phải là để về sau dùng dần chứ. Lý Trường Vũ cười ha ha nói, hãy nhớ lấy, trước khi An Lão mất ông có nói một câu, đừng để ý mình làm quan to đến đâu, cần phải nhìn xem cháu làm được việc lớn thế nào. Ta ở tuổi này đã làm đến phó thị trưởng thường vụ của Giang Thành, ta chẳng có gì không hài lòng nữa, và cũng chẳng có gì nuối tiếc, muốn đạt được việc về sau cũng không nuối tiếc, ta phải đứng ở đây, nhìn mảnh đất dưới chân ta, nhìn xem ta có thể làm được việc gì. Xem điều gì là điều ta có thể làm mà vẫn chưa làm. Trương Dương gật đầu như ngộ ra điều gì. Lý Trường Vũ nói, điều cháu cần phải làm là sân bay mới này, làm tốt hạng mục này chính là bổn phận của cháu. Trương Dương nói, cháu nghe những lời này của chú mà như đọc được 10 năm sách vậy, chú giảng giải cho cháu làm cho cháu sáng tỏ nhiều điều. Lý Trường Vũ nói, đừng có nịnh hót, ta chẳng được cao minh thế đâu. Y đốt một điếu, khi cầm bật lửa lên, đột nhiên nghĩ đến chiếc bật lửa này là do Trương Dương tặng cho y, cười nói, bật lửa tốt lắm. Trương Dương nói, nếu như chú thích thì về sau cháu tặng chú vài cái nữa. Lý Trường Vũ nói, cần nhiều vậy để làm gì? Một người có thể dùng được bao nhiêu chiếc bật lửa? Y hít một hơi thuốc, rồi thở ra một vòng khói, thấp giọng nói, mấy ngày trước ta đi Đông Giang đã thăm em gái cháu. Trương Dương nói, lần này cháu về nhà đi qua Đông Giang không gặp nó và Đinh Bân đến Hoàng Sơn du lịch, việc mẹ cháu bị ốm cháu cũng không nói cho nó biết. Lý Trường Vũ nói, Đinh Bân quá tùy tiện, ta không thích. Trương Dương hơi ngớ người, ý Trường Vũ là cha nuôi của Triệu Tĩnh, đương nhiên có quyền nói gì đó về chuyện này. Nhưng quan điểm của Lý Trường Vũ giống với hắn, Trương Dương thở dài nói, cháu cũng không thích, nhưng giờ đã là thời đại nào rồi, cháu nói nó rồi mà nó không nghe, nó đã chọn Đinh Bân, cháu cũng không thể nào bắt hai đứa nó chia tay được. Lý Trường Vũ nói, cha của Đinh Bân là bí thư chính pháp ủy của tỉnh, cậu ta lại là con út, từ nhỏ đã được chiều chuộng quen rồi,
lần này chú đến Đông Giang mời Triệu Tĩnh và cậu ta ăn một bữa cơm, cảm giác của ta đối với cậu ấy không tốt. Trương Dương nói, cụ thể là thế nào ạ? Lý Trường Vũ nói, chỉ là cảm giác thôi, hy vọng cảm giác này của chú sai. Trương Dương nói, dù có cho cậu ta thêm một lá gan nữa cậu ta cũng không dám đối xử không tốt với Triệu Tĩnh, nếu như cháu biết được cậu ta làm việc gì không tốt với em gái cháu sẽ làm cho cậu ta thành tàn phế. Lý Trường Vũ cười khổ hạnh nói, cháu ấy à, nếu làm như vậy thật, thì dù cháu có phế cậu ta, thì em cháu cũng hạnh phúc được không? Là anh ruột của nó, cháu phải hướng dẫn nó một cách đúng đắn, để cho nó có một quan điểm tình cảm đúng đắn, già dặn một cách nhanh chóng, chứ không phải là áp dụng phương pháp cực đoan. Trương Dương nói, việc làm công tác tư tưởng cháu không giỏi, chú làm đi ạ, chú là cha nuôi của nó, chú nói nó được. Lý Trường Vũ thở dài nói, đợi đến Trung Thu năm nay nó về, chú sẽ nói chuyện tử tế với nó. Lời của Lý Trường Vũ làm cho Trương Dương lại bỏ được một gánh nặng, nhưng tình cảm của Triệu Tĩnh là điều hắn không có quyền tham dự vào. Trương Dương rời khỏi tòa nhà chính phủ thành phố thị ủy với một tâm trạng không vui, gặp phải Phó Thị trưởng Tiêu Minh ở bến đỗ xe. Tiêu Minh và Trương Dương trước kia có mối quan hệ khá tốt, nhưng từ khi Tiêu Minh nghiêng về bên Triệu Dương Lâm, Tả Viên Triều, quan hệ giữa gã và Trương Dương cũng đã xa lạ đi rất nhiều, người ta thường nói, kẻ sĩ không cùng đường là thế. Giờ đây lập trường của hai người không giống nhau, lợi ích chính trị lại xung đột với nhau. Tiểu Minh rất hy vọng vào công trình sân bay mới, nhưng trên lập trường chính trị, gã đã nhiều lần đắc tội với bí thư thị ủy Đỗ Thiên Dã nhiều lần, thái độ của Đỗ Thiên Dã phủ định gã một cách kiên quyết, rồi lại còn đưa ra một sự lựa chọn làm cho mọi người kinh ngạc, Trương Dương. Trương Dương chỉ là một cán bộ cấp phó sở, còn chưa đến 23 tuổi, một người trẻ tuổi như vậy liệu có thể đảm nhận được công trình to lớn như vậy không? Thái độ của Đỗ Thiên Dã với việc này rất kiên quyết, gã đã đè bẹp dư luận, xây dựng lên tổ hợp của Triệu Dương Lâm và Trương Dương. Trước kia Triệu Dương Lâm từng là một trong những lực lượng phản đối chủ yếu của Đỗ Thiên Dã, nhưng thái độ của y lần này lại rất mềm mỏng, biểu hiện của y về sự việc sân bay mới rất phối hợp, điều này làm cho Thành Thích, Mã Ích Dân, Tả Viên Triều và cả Tiêu Minh đều cảm thấy rất khó chịu, nhưng những người này ngay lập tức đã nghĩ ra, Triệu Dương Lâm đã sắp về hưu. Tâm nguyện lớn nhất của y là nâng đỡ con rể Tôn Đông Cường, làm cho Tôn Đông Cường có thể thượng vị một cách thuận lợi, mà người có thể quyết định được chuyện này lại là Đỗ Thiên Dã. Để cho Trương Dương làm chỉ huy hiện trường hạng mục xây dựng sân bay lần này, là nước cờ giữ lại thành tích quan trọng của Đỗ Thiên Dã, thế là người đứng đầu Giang Thành là Đỗ Thiên Dã và người lão luyện chính trị là Triệu Dương Lâm, đột nhiên lại trở nên hòa thuận bất ngờ, mặc dù họ đều không nói rõ, nhưng sự việc này nhất định là sự trao đổi lợi ích chính trị. Tiêu Minh là người buồn bã nhất trong tất cả mọi người, gã cho rằng mình đã bị bán đứng, Triệu Dương Lâm lợi dụng gã, giờ đây lại vứt bỏ gã, điều liên minh cần có nhất là sự đoàn kết, mà ông già là Triệu Dương Lâm này, người sáng lập ra liên minh này, lại là người đầu tiên từ bỏ ra khỏi liên minh. Tiêu Minh cảm thấy rất bất lực, gã vẫn chưa giành được lợi ích chính trị quan trọng nhất, gã đã bỏ ra không ít công sức, nhưng chẳng được đáp đền gì, giờ đây tất cả những gì giành được là một đối thủ mạnh mẽ trên chính trị. Tiêu Minh và Trương Dương không có mâu thuẫn trực tiếp, gã bước về phía Trương Dương, cười nói, Trương lão đệ, gần đây không gặp cậu. Trương Dương cười giả vờ nói, bận, thành phố cho tôi áp lực lớn như vậy, là một cán bộ trẻ, áp lực của tôi càng lớn. Tiêu Minh thầm chửi tên này dở trò, đã được lợi lớn như vậy mà còn làm trò, nhưng ngoài miệng gã lại nói, Trương lão đệ trẻ tuổi tài cao, trọng trách này không giao cho cậu thì giao cho ai? Những người già như chúng tôi chẳng đảm nhận được trọng trách đó. Trương Dương nói, thị trưởng Tiêu thật là khiêm tốn, anh đang đúng vào độ tuổi xuân phơi phới, vẫn còn con đường dài phía trước, về sau còn phải đối diện với nhiều thử thách hơn. Tiêu Minh cười ha ha nói, đâu có con đường gì chứ, từ trước đến giờ tôi đều chẳng có chí hướng gì lớn, có lẽ cả đời này không bước ra nổi khỏi Giang Thành. Câu này mặc dù không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng Tiêu Minh cảm thấy vô cùng khó chịu và bi ai, giữa người và người quả nhiên vận mệnh không giống nhau. Một người chẳng có văn hóa, chẳng có kiến thức, chẳng có học lực như Trương Dương, làm sao lại có thể tiến bước như vậy được. Để hắn đảm nhận chỉ huy hiện trường sân bay mới, hắn có cái năng lực đó sao? Trương Dương nói, thị trưởng Tiêu gần đây béo ra rồi. Tiêu Minh sờ sờ vào chiếc cằm tròn của mình, thế à? Trương Dương gật đầu nói, khiêm tốn làm con người ta béo ra, anh khiêm tốn quá rồi đấy. Tiêu Minh cười nói, tôi là vào tuổi trung niên rồi nên béo ra. Cứ đợi cậu đến cái tuổi này của tôi, cậu sẽ hiểu thôi. Trương Dương nói, gần đây Tiêu Lâm làm việc thế nào? Tiêu Minh ngớ người,
tên này nói đông một câu tây một câu, làm cho gã chẳng hiểu gì, nhưng ngay lập tức gã đã ý thức được, Trương Dương thông qua phương thức này để nhắc nhở gã điều gì đó. Lúc đầu chính là Trương Dương đã đưa Tiêu Lâm vào trong thể chế, thành lập một bộ phận cải cách xí nghiệp ở khu khai phá. Thông qua phương thức này, Tiêu Lâm dần dần từng bước trở thành chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp. Sau khi Trương Dương bị miễn chức phó chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp, Tiêu Minh nghĩ mọi cách để đưa cháu ruột của mình lên vị trí đó. Việc này làm cho Trương Dương khá là khó chịu. Tiêu Minh nói, cũng được, phòng cải cách xí nghiệp có thể đạt đến được quy mô ngày hôm nay. Đây chẳng phải là do lúc đầu Trương lão đệ dày công gầy dựng hay sao? Không có cậu thì không có phòng cải cách xí nghiệp, cũng sẽ không có sự phát triển mạnh mẽ của Giang Thành hiện nay. Trương Dương cười nói, tôi không vĩ đại thế đâu. Giờ đây điều tôi nghĩ là làm thế nào để xây dựng thành công sân bay mới, những việc khác tôi đã quên rồi. Tiêu Minh nói, xây dựng sân bay mới là công trình quan trọng nhất của Giang Thành chúng ta, liên quan đến hình tượng hiện nay và mai sau của Giang Thành, tất cả các lãnh đạo của Giang Thành chúng ta đều toàn tâm toàn lực ủng hộ việc này, cố gắng làm cho nó thành công mỹ mãn. Nếu có chỗ nào cần tôi, thì cậu cứ nói một tiếng. Tiêu Minh nói câu này chỉ là khách khí mà thôi, nhưng Trương Đại Quan thì lại chẳng khách khí với gã. Trương Dương nói, thị trưởng Tiêu, tôi thật sự có việc muốn nhờ anh giúp. Tiêu Minh ngay lập tức đã tự trách mình, mẹ kiếp, mình thật là ngu, tự nhiên nói câu này làm quái gì chứ. Giờ đây cả Giang Thành đều biết tên này đang thiếu tiền, mở miệng đòi tiền ở khắp nơi, ngân hàng, và doanh nghiệp đều đã bị hắn càn quét một lượt rồi. Đây chẳng phải là mình chủ động nhảy vào hố sao? Trương Dương nói, xưởng máy công trình ở Tào Chính Dương thật sự chẳng nghĩa hiệp chút nào, một việc lớn như xây dựng sân bay, mà biểu hiện của anh ta lại quá kiệt sỉ, tôi dự định lấy nhiều chút thiết bị từ xưởng công trình, nhưng bên tiền nong lại hơi căng một chút, cơ quan chính phủ làm công trình chính phủ, không thể nào cứ nợ tiền họ được, nhưng tôi thấy Tào Chính Đu Ồn nhất định sẽ kiệt sỉ với tôi, quan hệ giữa anh và anh ta khá tốt, xưởng công trình lại ở trên địa bàn của khu khai phá. Anh đi nói nhất định sẽ có tác dụng hơn tôi. Tiêu Minh chẳng còn cách nào đành gật đầu, đương nhiên Tào Chính Dương không thoải mái rồi, việc này có rơi lên đầu ai cũng chẳng có ai thoải mái cả, tiểu tử nhà anh rõ ràng đang làm khó mọi người. Gã miễn cưỡng nói, việc này tôi cố gắng đi nói xem thế nào, hy vọng đồng chí Tào Chính Dương có thể suy nghĩ cho đại cục. Nói đến đây gã chuyển chủ đề, mấy ngân hàng chẳng phải đã quyên góp đến 250 triệu rồi hay sao? Trương Dương thở dài nói, chút tiền đó làm được gì cơ chứ, mấy ông giám đốc ngân hàng của Giang Thành đều nổi tiếng là gà trống sắt cả, đợi đến khi sân bay hoàn thành, họ mua vé, tôi sẽ chặt chém gấp 10 lần. Tiêu Minh cười, trong lòng nói, xây dựng sân bay cậu có phần, nhưng việc định giá máy bay chẳng phải cậu nói là được. Buổi tối hôm đó Tô Tiểu Hồng mời khách ở Thủy Thượng Nhân Gian, sau khi Trương Dương đến nơi mới phát hiện ra, sau khi Trương Dương đến nơi mới biết. Sau khi Bàng Quân Tường được Cố Giai Đồng đồng ý, đã nhượng lại nhượng cổ phần, sau khi Tô Tiểu Hồng nghe nói chuyện này, trực tiếp tìm đến Thái Quân Tường tỏ ý muốn mua cổ phần của gã ở Thủy Thượng Nhân Gia, Bàng Quân Tường vì chuyện này đã hỏi Cố Giai Đồng, Cố Giai Đồng vốn chẳng có hứng thú gì với ngành ăn uống, nghe nói Tô Tiểu Hồng muốn mua, đã bảo Thường Hải Thiên toàn lực xử lý chuyện này. Thường Hải Thiên sau khi đã nói chuyện với Tô Tiểu Hồng, quyết định để Tô Tiểu Hồng đứng ra mua lại cổ phần của Thái Quân Dường. Về sau Thủy Thượng Nhân Gia giao cho Tô Tiểu Hồng quản lý, Cố Giai Đồng tạm thời cũng không có dự định bỏ tiền, mỗi năm đều lấy tiền hoa hồng từ khách sạn. Sau khi Trương Dương nghe nói chuyện này, cười ha ha nói, chị Hồng à, quay đi quay lại một vòng lại đến lượt chị quay về. Cần phải biết rằng Thủy Thượng Nhân Gia trước kia tên là Ngư Mễ Chi Hương, giống như Tân Đế Hào ở đối diện vậy, toàn bộ đều là sản nghiệp của Phương Văn Nam. Năm đó, Tô Tiểu Hồng là bà chủ của hai khách sạn này, có điều lúc đó chỉ có quyền quản lý. Sau một thời gian, giờ đây Thủy Thượng Nhân Gia lại quay về tay cô. Tô Tiểu Hồng mỉm cười nói, một nhà hàng tốt như Ngư Mễ Chi Hương, mà lại bị kinh doanh thành bộ dạng thế này, tôi thấy thật là đau lòng, vì thế muốn thử một chút, xem tôi có năng lực kinh doanh nó được không. Trương Dương đầy lòng tin với Tô Tiểu Hồng, hắn gật đầu nói, chị nhất định làm được, trước đó chị luôn làm vận hành, các quan hệ ở các mặt của Giang Thành đều tốt cả, tôi tin rằng không lâu sau. Danh tiếng của Thủy Thượng Nhân Gia sẽ lại được mọi người biết đến. Tô Tiểu Hồng nói, không gọi là Thủy Thượng Nhân Gia, chỗ này tên là Ngư Mễ Chi Hương, ngày mai tôi sẽ bảo người dỡ tấm biển xuống. Trương Dương chợt nghĩ đến một việc, Tô Tiểu Hồng làm như vậy là vì nghĩ cho việc làm ăn hay là vì nhớ lại chuyện trước kia? Chẳng lẽ tình cảm của cô với Phương Văn Nam vẫn chưa hết ư? Buổi tối hôm đó Tô Tiểu Hồng mời rất nhiều người, có Thường Hải Thiên, Khương Lượng, Đỗ Vũ Phong, Điền Bân, Thái Bạch, Hồ Nhân Như,
Tô Cường và bạn gái của gã Chu Hiểu Vân, tính cả Trương Dương nữa là 10 người. Mặc dù người mời khách là Tô Tiểu Hồng, nhưng nhân vật trở thành tiêu điểm của bữa tiệc là Trương Dương. Sau khi uống xong rượu, Thường Hải Thiên nói, Trương Dương, buổi hội đòi nợ hôm đó của cậu xưởng thuốc của chúng tôi không đi, gần đây bận sản xuất, thuốc phòng độc không đủ để bán. Trương Dương cười nói, không chỉ nhìn vào tiền, cũng phải chú ý đến xã hội nữa. Thường Hải Thiên nói, Tổng Giám Đốc Cố đã có lời rồi, công việc của thị trưởng Trương chúng tôi nhất định sẽ dốc sức ủng hộ, phương án cụ thể đang thương lượng, có điều, cậu yên tâm, chúng tôi nhất định không kém người khác đâu. Trương Dương nói, tôi còn tưởng anh sợ tôi ngửa tay đòi tiền kia, làm cho anh không dám đến. Thường Hải Thiên cười nói, cậu không nhìn thấy tình trạng hiện nay của xưởng thuốc chúng tôi, các nơi đều đưa xe đến để mua thuốc, bên này vừa có xe ra, bên kia đã có xe vào rồi, bên mua thuốc đều mang tiền mặt đến cả. Trương Dương chau mày nói, bệnh dịch vẫn chưa khống chế được à? Thường Hải Thiên nói, khống chế thì khống chế được rồi, nhưng mọi người đều sợ rồi, giờ đây cứ bị cảm là đã phải đi mua thuốc rồi, uống trước thuốc phòng độc của chúng tôi, trước kia uống một bao giờ đây phải uống ba bao, bên bán cũng đang tích hàng, lợi nhuận năm nay nhất định không chỉ gấp đôi. Trương Dương cười nói, thế này thì các anh mới phát tài được chứ? Chu Hiểu Vân nói, mấy ngày trước mẹ tôi cũng bị nhiễu, chạy vội vàng đi mua thuốc, nhưng các nhà thuốc ở bệnh viện đều hết hàng, cuối cùng phải gọi điện cho xưởng trưởng Thường, mới lấy được thuốc từ trong xưởng. Đừng nói nhé, thuốc của các anh tốt thật đấy, mẹ tôi uống xong, 3 ngày sau đã khỏe rồi. Trương Đại Quan thầm tự đắc, trong lòng nói, cô cũng không nhìn xem ai nghĩ ra phương thuốc ấy, có thần y Trương ta xuất mã thì bệnh gì mà không chữa được. Khương Lượng nói, thật ra bệnh truyền nhiễm không đáng sợ. Nỗi sợ vô hình mới là thứ đáng sợ, thật ra cả Giang Thành người bị bệnh chỉ hơn 500 người, nhưng sự khủng hoảng làm cho cả xã hội loạn lên, mấy ngày nay đỡ hơn một chút. Điền Bân nói, ngay cả mẹ tôi cũng gọi điện đến, bảo tôi xin nghỉ phép để đi Đông Giang tránh nạn, như là đi tị nạn vậy. Đỗ Phú Phong cười nói, sao anh lại không đi? Điền Bân lấy từ trong túi ra một gói thuốc phòng độc, ngày nào tôi cũng uống 3 gói này, chúng ta có sức đề kháng, không sợ bị bệnh. Tất cả mọi người đều cười rộ lên. Tô Tiểu Hồng nói, gì mà bệnh với không bệnh chứ, hôm nay chúng ta nói về chuyện vui một chút, đừng nói đến những chuyện làm người khác phiền lòng. Hồ Nhân Như nói, Tổng Giám Đốc Tô tiếp quản tiệm cơm vào lúc này đúng là một thời cơ hiếm có. Tô Tiểu Hồng không nói gì, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Trương Dương không hiểu câu này của Hồ Nhân Như ý gì, ngạc nhiên nói, tại sao lại là thời cơ tốt. Hồ Nhân Như nói, gần đây bệnh dịch này làm cho mọi người đều rất sợ hãi, làm gì có ai dám ra ngoài ăn cơm cơ chứ, anh đến các quán cơm khác xem thế nào, trước kia Tân Đế Hào làm ăn tốt vậy mà giờ cũng vắng lặng như tờ, những ngày tháng của tiệm cơm cũng chẳng dễ sống. Tô Tiểu Hồng nói, Nhân Như nhìn nhận vấn đề thật là thấu đáo, lần này ông chủ Bành nhượng lại cổ phần cho tôi, đã để nhượng bộ rất lớn, thật sự là vì trận bệnh dịch lần này. Tô Cường nói, muốn chuyển ngoặt được việc làm ăn. Sợ rằng phải cố gắng chống đỡ 2-3 tháng. Khương Lượng nói, điều này không cần phải quan tâm, người Trung Quốc chúng ta vốn có tính hay quên, việc gì xong rồi rất dễ quên, người Nhật Bản xâm lược chúng ta đến vậy, nhưng tầng lớp thanh niên bây giờ có mấy người còn nhớ được đoạn lịch sự thảm khốc đó. Yên tâm đi, chỉ một thời gian nữa thôi, việc làm ăn của khách sạn sẽ có bước chuyển biến tốt đẹp. Tần Bạch Hiên lặng nãy giờ nói một câu, những người làm quan đều thèm ăn cả, họ ăn cơm không mất tiền quen rồi. Giờ đây bắt họ phải ăn cơm nhà họ không chịu được đâu. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Trương Dương, Trương Đại Quan nói, mọi người nhìn tôi làm gì? Hồ Nhân Như cười nói, hình như tất cả chúng ta ở đây mỗi mình anh là làm quan thôi. Trương Dương nói, nực cười, Khương Lượng cũng là quan đấy thôi, lão Đỗ cũng vậy đấy thôi. Khương Lương và Đỗ Vũ Phong đồng thời nói, chúng tôi là cảnh sát công an, anh mới là quan viên chính phủ. Trương Đại Quan trừng mắt nói, chẳng lẽ là quan viên chính phủ là sẽ bị mọi người bắt nạt khinh thường sao? Này Tần Bạch, tiểu tử nhà cậu nói câu đấy có ý gì chứ? Chị cậu cũng là quan viên chính phủ đấy. Tần Bạch cười nói, tôi đâu có nói anh, tôi nói là nói tham quan kìa. Tô Tiểu Hồng nói, thị trưởng Trương, gần đây hình như tính tình anh không được thuận lắm. Khương Lượng phụ họa gật gật đầu nói, rõ ràng là thế, hay tức giận lắm. Trương Dương nói, vẫn còn thiếu đến 700 triệu, nếu là ở trên người anh, thì anh có không tức được không? Khương Lượng nói, nếu như 700 triệu này ở trên người tôi, thì tôi có lẽ sẽ bị áp ức mà nhảy lầu tự tử mất,
nhưng nó lại ở trên người thị trưởng Trương, đâu có là gì cơ chứ. Trương Dương nói, ở trên người tôi cũng là việc lớn. Khương Lượng nói, trước đó chẳng phải anh làm công việc chiêu mộ tiền vốn sao. Còn nữa, vợ chưa cưới của anh Sở Yên Nhiên là người của tập đoàn lớn, tiền của cô ấy chẳng phải là tiền của anh sao. Trương Dương trừng mắt với Khương Lượng, Khương Lượng, anh nói như vậy tôi đập cho đấy, tiền của cô ấy là tiền của cô ấy, tôi chưa từng dùng tiền của phụ nữ nhé. Khương Lượng nói, có phải là cho không anh đâu, đây gọi là đầu tư, chẳng phải anh nói đầu tư vào hạng mục sân bay sẽ được thu hồi rất nhiều sao. Đã có lòng tin như vậy, thì sự việc tốt thế này sao lại không để cho người mình làm chứ? Câu này thật sự đã hỏi đúng vào điểm yếu của Trương Dương. Trương Dương gãi đầu gãi tai, một lúc sau mới nói thật, đến giờ tôi còn chưa biết hạng mục sân bay này liệu có thể kiếm được tiền hay không, thành phố giao cho tôi nhiệm vụ này, đằng trước là núi giao biển lửa cũng được, hay là vực cao hố sâu cũng được, dù thế nào tôi cũng phải dũng cảm tiến bước. Đỗ Vũ Phong khen thưởng, được lắm, nào, Trương Dương, tôi kính cậu một chén. Trương Dương uống một chén rượu với gã, rồi nói, giờ đây tôi chẳng còn cảm nhận được tác dụng của kính rượu nữa đâu, nếu như anh thật sự ủng hộ tôi, thì giúp tôi kéo một vài người đến tài trợ đi. Đỗ Vũ Phong nói, cậu biết tôi đấy, hai ống tay áo chẳng có gì, là một người nghèo chính hiệu, muốn tiền chẳng có mỗi mạng, mà mạng của tôi lại không thể cho cậu, chị dâu cậu, cháu cậu còn đang chờ tôi về chăm sóc kìa, hay là hôm nào đó tôi đến làm việc từ thiện cho chỗ cậu. Kéo cắt xúc xi măng gì cũng được. Cũng coi như là sự ủng hộ của tôi với hạng mục sân bay mới, cậu thấy thế nào? Trương Dương đặt cốc rượu xuống nói, tôi thấy rồi, những người họ Đỗ như các anh đều giỏi rào biện cả. Đỗ Vũ Phong nói, cậu nói tôi không được, nhưng không thể nói bí thư Đỗ của chúng ta, tôi cảm thấy người này rất được, là một vị quan tốt. Trương Dương trừng mắt nói, đừng có mà nịnh hót nữa, người ta không ở đây, không nghe được đâu. Tất cả mọi người đều lại cười ồ lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 430.